Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 61. Lúc này Lý Đại Nghi cũng treo một đôi mắt gấu trúc, Dương Bách Xuyên bổ sung thêm một con mắt tím khác, quần áo của Lưu Thích Kỳ hỗn loạn. Ba người đàn ông mang ba đôi mắt gấu trúc, nhìn nhau phát ra tiếng cười sảng khoái. Bọn họ không vận dụng chân khí, vật lộn nhau giống như lưu manh, thật ra đang chúc mừng sự vui sướng khi gặp lại nhau. Tất nhiên không phải thật sự đánh nhau. Dưới cái nhìn của Dương Bách Xuyên và Lưu Tích Kỳ, kéo Lý Đại Nghị lại bởi vì quen biết anh ta từ rất lâu, đã coi như một người anh em tốt. Dưới cái nhìn của Lý Đại Nghị, hôm nay Dương Bách Xuyên và Lưu Tích Kỳ trước sau đột kích anh ta, trong lòng anh ta chậm rãi nóng lên, anh ta biết bọn họ không coi anh ta là người ngoài. Lúc trước ở lại Vân Kỳ làm bảo an, là Dương Bách Xuyên dùng một quyển ngũ hành quyền phổ giữ anh ta lại, đối với người thay đổi vận mệnh của anh ta, Lý Đại Nghị luôn giữ vững sự tôn kính và lòng cảm ơn. Mặc dù lúc trước Dương Bách Xuyên luôn nói coi anh ta như anh em, nhưng Lý Đại Nghị không coi là thật, đến tận lúc này anh ta mới biết được thì ra anh vẫn luôn coi mình là anh em, chịu đựng sự đau đớn ở khóe miệng, Lý Đại Nghị vui vẻ cười to. Sau khi cười xong, tất cả quay về bình tĩnh. Ba người ngồi xuống uống trà, Lưu Tích Kỳ rót trà cho hai người, hỏi Lý Đại Nghị đã thông báo cho vài vị phu nhân chưa? Đã gọi rồi, bọn họ đều đang trên đường, Lý Đại Nghị cười nói. Dương Bách Xuyên biết bọn họ đang nói gì, mặt già không khỏi đỏ lên, trong lòng rất khẩn trương. Thật ra anh rất sợ đối mặt với các cô, mặc dù không phải anh cố ý biến mất 6 năm, nhưng cũng cảm thấy thẹn với các cô. Lưu Tích Kỳ rót nước xong ngồi xuống. Nói với Lý Đại Nghị, anh nói cho nhóc Xuyên tình trạng của tông môn và vài vị phu nhân đi, con mẹ nó tôi bị hai gia súc các người đánh đau răng, a. À. Lý Đại Nghị mỉm cười, ngồi thẳng người, nói với Dương Bách Xuyên tình hình của Vân Môn trong 6 năm nay. 6 năm trước môn chủ mang theo ba đồ đệ cùng với tán tu Phong Thiên Nhai và Võ Đăng Thiên Tuyệt đi bí địa Trường Bạch, cuối cùng biến mất không thấy, Vân Môn xuất hiện chấn động nhỏ nhưng bị chị em nhà họ Lục, Độc Cô Vô Tình và Triệu Tiểu Thư liên hợp bình ổn. Từ nay về sau dưới sự tổ chức của Lục Hộ Pháp, Độc Cô Vô Tình và Triệu Tiểu Thư, Vân Môn phát triển không tồi. Hơn nữa mấy năm nay đã có đệ tử mới nhập môn, có hơn 500 đệ tử, tất cả đều chuyển hóa thành tu chân, không hề tu luyện võ đạo. Theo lời của Lục Hộ Pháp, các cậu không có khả năng chết, có lẽ đã động vào trận pháp tiến vào Sơn Hải Giới, cô ấy làm mọi người tu luyện tốt. Sau này tiến vào Sơn Hải Giới tìm kiếm cậu. Hơn nữa Triệu Tiểu Thư và vài vị tiểu thư khác từng nói, cho dù cậu không còn nữa, nhưng Vân Môn do một tay cậu thành lập, cũng là nhà của mọi người, là tâm huyết của cậu, đánh đổi cả tính mạng cũng phải bảo vệ Vân Môn, tất nhiên còn có Vân Kỳ quốc tế. Vì vậy mấy năm nay Vân Môn chúng ta phát triển không tệ, gần như bao trùm lên trên giới võ cổ Hoa Hạ. Việc này cũng có liên quan đến việc người của rất nhiều tông môn ở giới võ cổ biến mất 6 năm trước, chúng ta đã từng điều tra, tất cả những người đi vào bí địa Trường Bạch năm đó không một ai trở về. Lại nói, môn chủ, ba đồ đệ và những người khác có trở về không? Độc Cô Vô Tình không ngừng nhắc về cậu, còn có cả em trai Độc Cô Hối của cô ấy. Dương Bách Xuyên thở dài, về đám người Độc Cô Hối và Phong Thiên Nhai, lúc trước đi đoạn nhai tìm kiếm Vương Tông Nhân và Ngô Mặc Thu. Lúc đi vào bí địa Trường Bạch, bọn họ không đi vào cùng lúc. Xem ra đám người Độc Cô Hối đi vào bí đại Trường Bạch sau đó toàn bộ bí địa hỏng mất, bọn họ cũng bị cuốn vào Sơn Hải Giới, có lẽ bây giờ đang ở một chỗ nào đó của Sơn Hải Giới, xem ra về sau cũng phải đi tìm. Chỉ có A Nhân đã trở lại, những người khác phân tán nên không tìm được, lần này có thể trở về cũng là do vận khí, chuyến này đi về đó rồi nói sau, anh nói tiếp những người khác ra sao rồi. Dương Bách Xuyên nói, Lý Đại Nghị gật đầu nói, bởi vì gia tộc của Triệu Nam ở Đế Đô nên tỏa trấn phân bộ ở Đế Đô, tôi đã gọi điện thông báo, có lẽ rất nhanh sẽ đến. Dương Bách Xuyên chấn động, không nghĩ đến Triệu Nam ở Đế Đô, có lẽ sắp đến nơi, đánh gãy lời nói của Lý Đại Nghị, sắp xếp xe, tôi đi sân bay đón cô ấy, trên đường chúng ta nói tiếp. Lý Đại Nghị ngẩn người, nhưng tính toán thời gian Triệu Nam cũng sắp đến rồi. Gật đầu đồng ý, đứng dậy gọi điện thoại sắp xếp xe đi sân bay. Trên đường đi đến sân bay, Lý Đại Nghị tiếp tục nói tình hình của các cô cho Dương Bách Xuyên. Nói xong chuyện của Triệu Nam, Lý Đại Nghị nói, Lâm Hoan tiểu thư phụ trách cảng đảo, 3 năm trước chuyển sang bên đó, Bộ Thanh Mai đi sang phân bộ nước Mỹ.
Sau khi biết cậu biến mất, Liễu Linh Linh đã chủ động đi sang khai thác thị trường bên đó, mặc dù ngoài miệng không nói nhưng cũng muốn làm chuyện gì đó cho Vân Kỳ, mấy năm nay làm không tồi, thực sự là một người cuồng công tác. Còn Ninh Kha sau khi biết cậu biến mất, khóc lớn một trận, tìm Triệu Nam và anh Lưu bàn chuyện quan trọng, sau đó đi cùng Âu Dương Ngọc Thanh sang đảo quốc phụ trách phân bộ bên đó, hai người một văn một võ phối hợp với nhau rất ăn ý. Còn đám người Độc Cô Vô Tình và Viên Kim Phượng, Lục Hộ Pháp vẫn ở lại Vân Môn trấn giữ phát triển môn phái, cũng là những người tu luyện nhanh nhất trong Vân Môn. Rất nhanh đã đi đến sân bay, Dương Bách Xuyên rất cảm động vì sự trả giá của vài vị hồng nhan, dựa theo lời nói của Lý Đại Nghị và Lưu Tích Kỳ, mấy người phụ nữ đều muốn bảo vệ những gì anh để lại, đều rất si tình. Đối với những người phụ nữ này, ngoại trừ cảm động, trong lòng Dương Bách Xuyên chỉ còn lại thua thiệt. Nghĩ nên đền bù bọn họ như thế nào? Nếu chưa đi vào Sơn Hải giới, có lẽ anh còn đau đầu nên giải quyết vấn đề giữa mấy người phụ nữ như thế nào, nhưng từ sau khi trở về từ Sơn Hải giới, trong lòng anh đã có đáp án. Trong 6 năm ở Sơn Hải giới, tu vi tăng lên, tâm cảnh dần dần biến hóa, mỗi một lần ở bên ranh giới sinh tử, anh đều nghĩ về những người phụ nữ trên địa cầu. Nghĩ còn có thể nhìn thấy bọn họ không? Nghĩ khi nào bình an trở về địa cầu anh sẽ cho các cô một câu trả lời, đây là anh thiếu các cô, cũng là lúc nên đặt dấu chấm câu viên mãn. Người anh thua thiệt nhất chính là Triệu Nam, vợ chưa cưới của anh. Chỉ trong chớp mắt anh đã ở trong Sơn Hải giới 6 năm, Triệu Nam đợi anh 6 năm, hơn nữa từ lúc quen biết đến hiện tại, cũng đã gần 10 năm. Một người phụ nữ có mấy cái 10 năm. Mặc dù Triệu Nam cũng tu chân, không cần lo lắng vấn đề tuổi. Nhưng cô sinh ra ở địa cầu mà không phải thế giới tu chân, quan niệm sẽ khác nhau, cô vẫn luôn chờ anh, sự thua thiệt này làm trái tim của Dương Bách Xuyên run rẩy. Còn có Liễu Linh Linh, sau khi đón cô trở về từ nước Pháp, ba qua đời, bị anh trai nuôi tính kế, làm Liễu Linh Linh thương tâm. Sau đó đến Vân Môn, bế quan tu luyện, kết quả anh biến mất, lại làm Liễu Linh Linh xuất hiện giúp anh bảo hộ sản nghiệp Vân Kỳ. Từ điểm này, tâm của cô vẫn giống như lúc ở trường học. Từ trước đến nay chưa từng thay đổi. Đã cô phụ cô một lần, Dương Bách Xuyên không muốn bỏ lỡ. Còn có Độc Cô Vô Tình, Lâm Hoan, Ninh Kha, Bộ Thanh Mai, Viên Kim Phượng, Âu Dương Ngọc Thanh, cũng đều là người phụ nữ đã phát sinh quan hệ xác thịt với anh, đều không rời đi trong 6 năm này, thậm chí đều dùng hành động riêng chứng minh các cô vẫn đang đợi anh. Nghĩ lại những gì mà các hồng nhan làm cho anh, Dương Bách Xuyên thở dài trong lòng. Nhân sinh còn cầu gì nữa? Trong lòng thầm hạ quyết tâm, có chủ ý, anh phải cho bọn họ một đáp án. Chấm chấm chấm. Sau khi xuống xe, Lý Đại Nghị gọi điện hỏi người bên đế đô, Triệu Nam đi chuyên cơ Vân Kỳ, nửa giờ sau sẽ đến cố đô. Lưu Tích Kỳ cũng lái xe đến đón máy bay, cho dù là đi cùng Dương Bách Xuyên đến đón hay sự tôn trọng người vợ cả Triệu Nam được cả Vân Môn công nhận, anh ta đều sẽ đến. Anh ta rõ ràng hơn bất kỳ kẻ nào, Vân Kỳ có thể toàn cầu hóa thành công trong mấy năm nay, hóa thân thành Vân Kỳ quốc tế, trở thành một con thuyền thương nghiệp tàu sân bay, công sức của Triệu Nam không thể thiếu. Thậm chí còn có cả mồ hôi trả giá của những người phụ nữ khác của Dương Bách Xuyên, không có các cô trợ giúp, Vân Kỳ quốc tế sẽ không có hôm nay, vì vậy Lưu Tích Kỳ cũng đến đón máy bay. Xuống xe đi đến bên cạnh Dương Bách Xuyên. Đột nhiên Dương Bách Xuyên nói với anh ta, cho cậu nửa năm sắp xếp công chuyện của Vân Kỳ, nửa năm sau bước ra, những người phụ nữ của tôi đều rút khỏi Vân Kỳ, bọn họ bao gồm cậu, Lý Đại Nghị về sau không tập trung trên sự nghiệp nữa, chính cậu nghĩ cách vận chuyển công ty, tôi sẽ có công việc riêng cho các cậu. Nói xong nói với Lý Đại Nghị, công việc trên tay anh cũng như vậy, ngoại trừ nhân viên quan trọng, nhưng chỉ cần là đệ tử Vân Môn, thông báo cho tất cả, trong vòng 3 ngày trở về Vân Môn. Tôi có việc muốn tuyên bố. Lưu Tích Kỳ và Lý Đại Nghị nghe âm thanh bình đạm của Dương Bách Xuyên nhưng trong giọng nói lộ ra hơi thở không thể nghi ngờ, làm một bụng lời nói của hai người nghẹn lại cổ. Thậm chí còn nhìn ánh mắt của Dương Bách Xuyên, đột nhiên hai người có một ảo giác làm tâm trí không nhịn được run lên. Theo bản năng nói, cần tuân mệnh lệnh của môn chủ. Trong lòng hai người rất khó hiểu, rõ ràng Dương Bách Xuyên nói tu vi của anh mất hết. Nhưng lúc này bọn họ lại cảm nhận được một loại tu đạo thông huyền. Bọn họ lại không biết tu vi của Dương Bách Xuyên mất đi nhưng không phải thực sự biến mất, chỉ bị sư phụ Vân Thiên Tà tạm thời phong ấn Nguyên Anh,
chờ trong lòng anh ngộ đạo sẽ tiêu trừ hoàn toàn di chứng phản vệ của tám yêu hồn cổ, tu vi sẽ tự trở về. Hiện tại cảnh giới của Dương Bách Xuyên vẫn còn, hơn nữa đường đường là cảnh giới nguyên anh, hơi thở khí thể lại không phải thứ mà cảnh giới trúc cơ như Lý Đại Nghị và Lưu Tích Kỳ có thể ngăn cản, đây là tu đạo tồn tại trong vô hình. Thần bí là cảm nhận lúc này của Lưu Tích Kỳ và Lý Đại Nghị. Sau khi giao phó xong, Lưu Tích Kỳ và Lý Đại Nghị bắt đầu đi gọi điện thoại, bộ dáng nghiêm túc của Dương Bách Xuyên không giống nói đùa, hai người không dám vi phạm. Dương Bách Xuyên nhìn hai người đi gọi điện thoại, trong lòng nở nụ cười hài lòng. Trong lòng anh có một quy hoạch phát triển rõ ràng cho Vân Môn, bây giờ có La Phù Động Thiên, có thể đưa toàn bộ đệ tử Vân Môn đi vào La Phù Động Thiên tu luyện. La Phù chính là tông môn tiếng tăm lừng lẫy mấy vạn năm trước ở Sơn Hải Giới, đặc biệt linh khí trong động thiên sung túc, không phải thứ mà linh khí loãng trên địa cầu có thể so sánh, thậm chí còn nồng đậm hơn linh khí thiên địa ở Sơn Hải Giới mấy chục lần. Có loại ưu thế này tồn tại, nếu Dương Bách Xuyên còn không sắp xếp đệ tử Vân Môn đi vào trong tu luyện, đó chính là phí phạm của trời. Sau khi chứng kiến qua văn minh tu chân của Sơn Hải Giới, trong lòng của Dương Bách Xuyên tràn ngập sầu lo. Có hai nguyên nhân, đầu tiên, nếu tu vi đệ tử Vân Môn và anh kém quá nhiều, điều này sẽ không có lợi cho sự phát triển của Vân Môn. Thứ hai, cũng là điều quan trọng nhất, liên hệ giữa Sơn Hải Giới và địa cầu làm anh vô cùng lo lắng. Lúc trước đám người Tửu Tiên Lão Đầu tỏa trấn bí địa Trường Bạch, canh gác thông đạo giữa Sơn Hải Giới và địa cầu, Tửu Tiên Lão Đầu từng nói với anh, ông ta sợ thông đạo hai giới mở ra sẽ làm người bên Sơn Hải Giới sang bên này tùy ý tàn sát. Nhớ rõ lúc đó trong lòng Dương Bách Xuyên không có quá nhiều cảm nhận, không cho là đúng, không quá tin tưởng người bên Sơn Hải Giới sẽ làm hại địa cầu không kiêng nể gì. Nhưng hiện tại, sau 6 năm ở Sơn Hải Giới, sau khi chứng kiến sự cường đại và tác phong hành sự không màng tất cả vì lợi ích của người tu chân, Dương Bách Xuyên tin tưởng lo lắng năm đó của Tửu Tiên Lão Đầu là đúng. Mặc dù thông đạo giữa địa cầu và Sơn Hải Giới bị hủy diệt, phong ấn, hai giới nhìn qua không có liên hệ, nhưng bí địa Trường Bạch hỏng mất là do có quá nhiều võ cổ giả bên địa cầu đi qua, trong đó bao gồm cả đám người nước ngoài, có lẽ những người đó sẽ liên hợp với đám người tu chân ở Sơn Hải Giới tìm được thông đạo, sau đó đi vào địa cầu. Nếu thật sự như vậy, đến lúc đó bên địa cầu sẽ là tai họa ngập đầu, hơn nữa ở Sơn Hải Giới, anh đại náo thành yêu quang, chu sát ba cao thủ nguyên anh của Âm Dương Tông, Kình Thiên Môn và Linh Sơn Cốc, còn có người của tông môn khác, có thể nói gây thù chuốc oán vô số. Nếu có một ngày kẻ thù bên Sơn Hải Giới đi vào địa cầu, Vân Môn không có sức mạnh tự bảo vệ mình, lúc đó sẽ là tai họa ngập đầu, vì vậy trong lòng anh vô cùng cấp bách muốn tăng lên thực lực của đệ tử Vân Môn. Nhân lúc hai giới còn chưa liên thông, bắt đầu phát triển bồi dưỡng Vân Môn mới là đúng đắn. Dương Bách Xuyên có dự cảm, chắc chắn sẽ có ngày Sơn Hải Giới và địa cầu đả thông, cho dù là công hay tư, anh đều có nghĩa vụ bảo hộ quê nhà. Trong lòng đang suy nghĩ, bên kia Lưu Tích Kỳ và Lý Đại Nghị cũng nói chuyện điện thoại xong, đi đến bên cạnh Sơn Hải Giới. Lý Đại Nghị nhìn lối ra sân bay, nói với Dương Bách Xuyên, Triệu Tiểu Thư ra rồi. Dương Bách Xuyên nghe xong cả người chấn động, nhìn về phía lối ra. 6 năm. Cuối cùng cũng gặp lại được vợ chưa cưới trên danh nghĩa của mình, Dương Bách Xuyên luôn giữ vững tâm tình kính yêu với cô ngay từ lúc bắt đầu. Lối ra sân bay, Triệu Nam và Dương Bách Xuyên bốn mắt nhìn nhau. Sau ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh, cả người cô giống như bị rót trì, cả người chấn động cứng lại, túi trong tay cũng rơi xuống đất, suốt 6 năm, không lúc nào cô không chờ đợi ngày này. Nếu không phải lúc trước Lục Hộ Pháp nói có lẽ anh đã đi vào Sơn Hải Giới, còn sống không chết, Triệu Nam cũng không biết chính mình có thể kiên trì được hay không. Mấy năm gần đây cô điên cuồng nhào vào công tác, thôi miên chính mình không nghĩ đến anh. Sợ từng ngày chờ đợi cuối cùng hóa thành bọt biển. Từ lúc nhận được điện thoại của Lý Đại Nghị, lòng cô đã loạn, phá lệ dùng chuyện Cơ Vân Kỳ, muốn được nhìn thấy anh đầu tiên. Có rất nhiều lời muốn nói, có rất nhiều nỗi tủi muốn kể. Cuối cùng cũng thấy được tên khốn kia xuất hiện trước mắt. Dương Bách Xuyên nhìn người âu yếm trong tầm mắt, trong lòng run rẩy, bước chân hơi run đi đến bên cạnh Triệu Nam, hai người nhìn nhau, anh nhìn thấy dù cô đeo kính râm nhưng khuôn mặt đã đầy nước mắt. Giây phút này trong mắt hai người chỉ có đối phương, toàn thế giới đều yên tĩnh xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Dương Bách Xuyên đi đến bên cạnh Triệu Nam, anh đã về rồi. Bốn chữ ngắn ngơ làm trong lòng của Triệu Nam phát ra âm thanh vỡ vụn, giống như đạt được tự do, buông ra được gông xiềng, không cần phải kiên trì, cô lao đến phát gục vào trong lòng ngực của anh, khóc thút thít. Hai bàn tay trắng như phấn nện ở trên lưng Dương Bách Xuyên, phát tiết nỗi nhớ nhung tủi thân trong lòng mấy năm nay. Anh tệ lắm em cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được đủ loại tủi thân trong lòng Triệu Nam, lúc này anh không phản bác nổi một chữ, để mặc cho cô phát tiết. Một lúc sau, Dương Bách Xuyên nhẹ nhàng đẩy cô ra, duỗi tay tháo kính râm của Triệu Nam xuống, nhìn đôi mắt đỏ bừng của cô không khỏi đau lòng, lau nước mắt cho cô, nói, không khóc, anh thề sau này dù đi đến nơi này cũng đều mang theo em, chúng ta sẽ không bao giờ tách ra. Anh còn biến mất em sẽ hận anh cả đời. Triệu Nam thút thít nói. Cô biết Dương Bách Xuyên biến mất ở bí địa Trường Bạch không phải lỗi của anh, hơn nữa còn có rất nhiều người của các tông môn trong giới võ cổ cũng biến mất, không chỉ có một mình Dương Bách Xuyên. Trong lòng cô luôn oán trách tu vi của mình thấp kém, nếu lúc đó tu vi của cô có thể đạt đến trúc cơ kỳ, cô cũng có thể đi theo Dương Bách Xuyên đến bí địa Trường Bạch. Nhưng khi đó đi cũng chỉ có thể trở thành trói buộc của Dương Bách Xuyên, kết quả biến mất suốt 6 năm, sau trong lòng Triệu Nam. Thật ra cô vẫn luôn cho rằng Dương Bách Xuyên không về được. Nhưng cô không dám nghĩ đến chỗ hỏng, lựa chọn tin tưởng lời của Lục Hộ Pháp, Dương Bách Xuyên đi Sơn Hải Giới. Cũng may, hôm nay anh còn sống sờ sờ xuất hiện trước mặt cô. Mấy năm nay Triệu Nam chưa bao giờ thả lỏng tu luyện, bởi vì cô biết chỉ có không ngừng tu luyện tăng lên tu vi của bản thân, sau này mới có thực lực đi tìm anh. Mấy năm nay cô điên cuồng công tác, buổi tối chưa bao giờ có được một giấc ngủ. Trong sinh hoạt chỉ có công tác tu luyện, cuối cùng tu vi cũng đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Cô từng thề ở trong lòng, nếu Dương Bách Xuyên trở về sẽ không bao giờ rời khỏi anh. 6 năm qua cô đã bỏ lỡ rất nhiều, ở phương diện nào đó, thậm chí cô còn hâm mộ mấy người độc cô vô tình, bởi vì các cô ấy đều đã trở thành người phụ nữ chân chính của tên khốn này, còn cô lúc trước trong lòng có băn khoăn, còn nghĩ sau khi kết hôn với anh mới. Trong suốt 6 năm Dương Bách Xuyên biến mất, Triệu Nam đã nhìn thấu rất nhiều chuyện, theo sự tăng trưởng của tu vi, cô thấy được một thế giới tu chân hoàn toàn khác, so với nó, tư tưởng quan niệm trước kia của cô không là gì cả. Chờ Dương Bách Xuyên lau khô nước mắt cho cô, Triệu Nam đỏ bừng mặt, ôm hôn Dương Bách Xuyên, nụ hôn này cô đã chờ đợi 6 năm. Cửa sân bay người đến người đi, hai người ôm hôn nhau giống như toàn thế giới chỉ có đối phương. Lưu Tích Kỳ và Lý Đại Nghị đứng cách đó không xa, hai người cười hì hì nói chuyện, Đại Nghị, cảnh tượng này có cay mắt không? Hình như không cay, ha ha Lý Đại Nghị cười ha ha. Trong quá trình hôn, khóe miệng của Dương Bách Xuyên hơi co rút, vẻ mặt thống khổ, bị Triệu Nam mạnh mẽ cắn lên môi, lúc này anh vừa đau vừa vui sướng. Một cái ôm hôn tương phùng kéo dài mười mấy phút. Đây là nụ hôn trường tình gặp lại sau 6 năm. Ở Hoa Hạ chưa bao giờ thiếu quần chúng, nụ hôn kéo dài mười mấy phút của hai người đã kéo đến vô số ánh mắt hội tụ. Có một bác gái cười hì hì nói, cậu trai, con gái nhà người ta đã chủ động hư vậy, bây giờ còn không nhân cơ hội cầu hôn. Bỏ lỡ cơ hội này rất đáng tiếc. Đúng vậy, cô gái này lớn lên rất xinh đẹp, cậu trai cũng không tồi, nhưng tóc quá dài, mặc cũng hơi cổ quái. Một cụ ông cũng đi xem náo nhiệt. Dương Bách Xuyên mỉm cười. Nhìn dáng vẻ bác trai bác gái đi du lịch, người bên cạnh bọn họ còn không ít. Sau khi mọi người nói xong, lại có một cụ ông đi lên nói, ông Lý quá lạc quẻ, nhìn trang điểm của thanh niên người ta là biết đóng phim điện ảnh, nhìn qua có lẽ chưa kịp thay quần áo, vội vàng đến sân bay đón bạn gái. Sau khi nói xong, nhìn Dương Bách Xuyên với vẻ mặt xem tôi có nói đúng không, sau đó mở miệng nói, thanh niên, nhân cơ hội nhanh chóng cầu hôn đi. Chuyện này cũng không hiểu, có vẻ EQ của cậu không được. Khụ. Dương Bách Xuyên bị mấy bác trai bác gái chọc cười, mấy năm nay không cắt tóc nên tóc anh dài ra rất nhiều, tu chân không 5 tháng, một lần bế quan đả tọa đều mất mấy tháng, làm gì còn tinh lực quan tâm tóc tai. Dù sao người tu chân có linh khí tẩm bổ thân thể, không sợ trên đầu có con giận, đầu tóc càng ngày càng dài, hơn nữa người ở Sơn Hải Giới đều là tóc dài, anh chỉ là một trong số đó. Còn quần áo cũng là quần áo bên Sơn Hải Giới, sau khi trở về cũng chưa thay nên mới bị mọi người hiểu thành vừa đi ra từ đoàn phim.
nhưng nghĩ lại bác trai bác gái nói cũng đúng, mặc dù anh và Triệu Nam đã tổ chức lễ đính hôn, nhưng chưa từng cầu hôn. Lần này trở về từ Sơn Hải giới, anh muốn cho Triệu Nam một đáp án, chọn ngày không bằng nhằm ngày, cầu hôn luôn tại chỗ. Nút tay vào túi, lấy ra một chiếc nhẫn từ hồ Càn Khôn. Là một chiếc nhẫn không gian màu tím, đây là chiến lợi phẩm của anh, vốn dĩ không gian pháp khí tích góp xuống dưới đều dùng để tặng cho mấy người phụ nữ, chiếc nhẫn màu tím trong tay anh được chuẩn bị cho Triệu Nam. Dưới sự vây xem của mọi người, chỉ thấy Dương Bách Xuyên cầm một chiếc nhẫn màu tím, bên trên khắc hai con bướm tinh xảo nhẹ nhàng đang bay múa, ánh nắng chiếu xuống đẹp mê người, con bướm bên trên giống như sống dậy, làm tất cả người xem đều cảm thấy chiếc nhẫn này không phải vật phàm. Khi Dương Bách Xuyên lấy chiếc nhẫn này ra, dẫn phát một trận thổn thức. Dương Bách Xuyên nhìn Triệu Na, quỳ một gối xuống đất, cầm nhẫn hồ điệp trong tay, nghiêm túc nói, Nam Nam, gả cho anh đi, 6 năm nay mỗi lần đứng bên bờ vực sinh tử, anh luôn nghĩ đến ngày này, nghĩ nếu có thể trở về chắc chắn sẽ không phụ em. Nếu anh có thể sống 100 năm, anh sẽ yêu em 100 năm, có thể sống 1.000 năm sẽ bảo hộ em 1.000 năm, nếu con đường này là vĩnh hằng. Anh sẽ mang theo em, gắn bó với nhau đến vĩnh hằng, không rời không bỏ. Triệu Nam chờ đợi ngày này rất lâu rồi, trong 6 năm Dương Bách Xuyên biến mất, vô số đêm khuya tĩnh lặng cô từng ảo tưởng như vậy. Nghe Dương Bách Xuyên nói từng câu từng chữ, cả người cô đều đang run rẩy, nước mắt hạnh phúc thi nhau rơi xuống, một tay che miệng, nghẹn ngào không nói lên lời. Ở trong tai những người vây xem, lời cầu hôn của Dương Bách Xuyên giống như trò đùa. Một bác gái nói thầm, cậu trai nhập diễn quá sâu, sao lời kịch cầu hôn lại giống như phim truyền hình thần thoại vậy? Nghe bác gái nói vậy, Triệu Nam không nhìn được bật cười, chỉ có cô và anh hiểu rõ, những lời này không phải lời kịch phim thần thoại trên TV, mà mỗi một câu Dương Bách Xuyên nói đều phát ra từ tận đáy lòng. Bởi vì cô và anh không phải người thường, là người tu chân. Triệu Nam cũng biết rõ, mỗi một câu Dương Bách Xuyên nói hôm nay không phải nói bậy. Thân là người tu chân, chưa bao giờ tùy tiện giơ tay lên trời thề, lời thề của người tu chân được thiên đạo thừa nhận. Triệu Nam cảm động khóc thút thít, hít một hơi thật sâu nói, em đồng ý. Ba chữ vô cùng đơn giản lại bao gồm tình yêu 10 năm quen biết yêu nhau của hai người, cuối cùng cũng nở hoa kết quả vào hôm nay. Dương Bách Xuyên cười, đứng dậy đeo nhẫn hồ điệp lên ngón tay của Triệu Nam. Bên tai truyền đến tiếng kêu rên của một thanh niên đứng đằng xa, con mẹ nó cải trắng tốt đều bị heo gặm. Đối với những ngôn luận như vậy Dương Bách Xuyên chỉ mỉm cười không để ý, dưới một vài ánh mắt khen tị, hắn nắm tay Triệu Nam rời đi. Sau khi đón Triệu Nam, Dương Bách Xuyên bảo Lý Đại Nghị lái xe về quê, chuyện anh quay trở lại cũng chưa nói cho người trong nhà biết, bởi vì anh sợ bà nội xúc động, dựa theo lời Lưu Tích Kỳ nói, kể từ khi bà nội biết được anh mất tích, mỗi ngày một tiều tụy. Đột nhiên nói cho bà biết anh trở về, sợ là bà sẽ không chịu được kích thích. Thế nên anh mới lựa chọn trực tiếp trở về thăm bà nội. Trong số các bạn gái của anh, ngoại trừ Triệu Nam ở đế đô tương đối gần, những người khác thì vẫn phải chờ đến ngày mai. Dù sao thì chuyện công ty cũng đã sắp xếp ổn thỏa, Lưu Tích Kỳ cũng dứt khoát theo về nhà, cậu ta nói rất nhớ công chúa nhỏ của mình. Thật ra, sau khi con gái chào đời, Lưu Tích Kỳ cũng có ý nghĩ dần bỏ bớt công việc ở công ty, dù sao thì Vân Kỳ International cũng đã thành hình, bước tiếp theo chính là vững vàng vươn lên, hiện tại ở Vân Kỳ còn có một đội ngũ chuyên môn đỉnh cấp, sẽ không bởi vì rời khỏi anh mà không vận hành được. Cộng thêm việc hôm nay Dương Bách Xuyên ra lệnh để anh lui xuống trong vòng nửa năm, thật ra Lưu Tích Kỳ hiểu rõ, Dương Bách Xuyên làm như vậy vì muốn anh tập trung vào tu luyện. Mặc dù Dương Bách Xuyên không nói nhưng Dương Bách Xuyên vẫn có thể cảm nhận được, sau khi người anh em của mình trở về, dường như trong lòng luôn chứa đầy tâm sự. Với tư cách là một người anh em, Dương Bách Xuyên đã giúp anh thực hiện được ước mơ của mình, mà kế tiếp Lưu Tích Kỳ cũng âm thầm quyết định sẽ làm chút gì đó để giúp đỡ người anh em trên con đường tu luyện, dù cho tu vi của anh thấp, nhưng anh vẫn muốn làm chút chuyện gì Dương Bách Xuyên. Thật ra anh đã sớm hiểu rõ. So với con đường tu chân đầy kỳ ảo thì kiếm tiền ở thế tục quả thật là chẳng có gì lý tưởng, mấy năm trôi qua, khi tu vi của anh đạt tới trúc cơ, anh cũng dần nhận thức được thế giới tu chân là một thế giới như thế nào. Sau khi hoàn thành giấc mơ kinh doanh, Lưu Tích Kỳ cũng trở nên hứng thú với tu chân, đây là điều chưa bao giờ xảy ra. Đương nhiên, ý nghĩ này xuất hiện sau khi anh biết được tin Dương Bách Xuyên biến mất,
mà Lục Hộ Pháp nói với mọi người, rất có khả năng Dương Bách Xuyên đã tiến vào một nơi tên là Sơn Hải Giới. Lúc này không chỉ Lưu Thích Kỳ mà mỗi người ở Vân Môn đều mang trong mình một suy nghĩ vội vã, bọn họ muốn có được pháp lực đạo hạnh cao thâm. Anh còn nhớ rất rõ, sau khi Lục Hộ Pháp nói Dương Bách Xuyên có khả năng đã tiến vào Sơn Hải Giới, Lưu Thích Kỳ và đám người Triệu Nam cũng từng hỏi, làm sao để tới Sơn Hải Giới. Lục Hộ Pháp Lục Tuyết Hy lại nói, muốn đi Sơn Hải Giới thì phải tìm được một thông đạo khác để tiến vào, nhưng tìm thông đạo đâu có dễ như vậy. Huồng hồ, cho dù tìm thấy thì cũng chưa chắc có năng lực phục hồi, phải cần tới tu vi cao thâm thì mới có thể, hơn nữa coi như bọn họ vào được Sơn Hải Giới. Tìm người ở một nơi rộng lớn như vậy chẳng khác nào là mò kim đáy bể, nói cho cùng thì đòi hỏi cảnh giới thực lực. Những lời này của Lục Tuyết Hy đã chấn người ở Vân Môn, cũng kích thích tinh thần tu luyện của bọn họ thì mới có được Vân Môn với quy mô lớn mạnh tới 500 đệ tử như ngày hôm nay, những câu nói này đã khiến cho mọi người có khát vọng mãnh liệt với tu chân. Chuyện này Lưu Tích Kỳ biết rõ, không chỉ là anh mà tất cả những người có liên quan tới Dương Bách Xuyên đều nghĩ như vậy. Bây giờ thì tốt rồi, anh quả thực cũng có hứng thú với tu chân, trước kia khi Dương Bách Xuyên nhắc tới, anh cũng không có ý kiến gì, tâm trí chỉ muốn dốc sức trong giới thương nghiệp, biến Vân Kỳ trở thành một chiếc chiến hạm thương mại, hiện tại anh cũng xem như hoàn thành được tâm nguyện. Mãi đến khi Dương Bách Xuyên biến mất vài năm gần đây, tu vi tăng lên khiến Lưu Tích Kỳ hiểu rõ, so với tu chân thì liều mạng kinh doanh ở thế tục chẳng là gì cả. Bốn người đổi một chiếc xe công vụ, đi thẳng tới tổng bộ Vân Môn ở quê nhà. Trên đường đi, đương nhiên không thể thiếu việc Dương Bách Xuyên kể cho Triệu Nam nghe những gì mà anh đã trải qua ở Sơn Hải Giới, Dương Bách Xuyên cũng không bao giờ nhắc đến giây phút sống chết của mình. Triệu Nam cũng không quên vượng tử của cô ấy. Nhắc đến vượng tử, Dương Bách Xuyên cảm thấy có chút kỳ quái, từ khi gặp được thần khuyển ban cho một giọt máu, vượng tử vẫn luôn trong trạng thái ngủ say, được Dương Bách Xuyên thu vào núi Linh Đào trong không gian càn khôn. Nhoáng một cái đã 6 năm trôi qua, nhưng vượng tử vẫn chưa tỉnh lại. Nếu không phải Dương Bách Xuyên phát hiện mọi thứ của vượng tử đều bình thường, thì anh còn cho là đã xảy ra chuyện gì, anh không có cách nào để ăn nói với Triệu Nam, có điều anh cũng đã kiểm tra vài lần, vượng tử vẫn đang trong giai đoạn tiến hóa huyết mạch, trong lòng cũng rất chờ mong, sau khi vượng tử tỉnh dậy, huyết mạch của nó sẽ tiến hóa tới cấp bậc nào. Dương Bách Xuyên luôn có một cảm giác, sau khi huyết mạch của vượng tử tiến hóa, nó sẽ không yếu hơn chồn nhỏ và hầu đậu đậu. Sau khi kể cho Triệu Nam biết về cơ duyên và tình huống của vượng tử, Triệu Nam cũng yên tâm, có điều Dương Bách Xuyên đã đồng ý, sau khi trở về sẽ dẫn cô đi thăm vượng tử. Bốn người trò chuyện trong xe quên cả thời gian, tới khi về đến nhà thì trời đã tối. Lúc bước xuống xe, đi vào thôn Vân Môn, trái tim của Dương Bách Xuyên cũng trở nên rối bời. 6 năm rồi. Cuối cùng cũng về nhà. Thầm thở dài, Dương Bách Xuyên bước chân đi về phía nhà cũ, anh nhớ bà nội, anh biết bà nội lo lắng cho mình, lo lắng 6 năm trời. Toàn bộ thôn Vân Môn vẫn có trận pháp bảo vệ như xưa, mà thôn mới bên kia giống như lại mở rộng thêm. Lưu Thích Kỳ đã giải thích với anh, hiện tại mọi người ở thôn mới bên cạnh đều có một cuộc sống tốt đẹp, phía sau có sự giúp đỡ của Vân Kỳ, thôn mới đã trở thành một điểm tham quan du lịch ở Trung Quốc. Hàng năm mỗi nhà đều sẽ nhận được hoa hồng, ít nhất cũng tới mấy chục vạn tệ, ai cũng có công ăn việc làm. Trong những năm qua, Vân Kỳ International đã xây dựng nhiều cơ sở phúc lợi cho dân làng ở thôn mới, nào là thư viện, viện dưỡng lão, phòng thể thao, trung tâm hoạt động người già, có đủ tất cả mọi thứ. Mà thôn cũ bên này, hiện tại đã trở thành tổng bộ của Vân Môn, dựa theo kiến nghị của Dương Bách Xuyên trước khi anh rời đi. Cây cối được trồng trong bán kính 3 dặm xung quanh làng cũ, cố ý tránh tiếp xúc với làng mới. Trong 6 năm qua, phạm vi biệt lập được mở rộng ra tới 10 dặm, thôn Vân Môn hiện tại được xây dựng thành một chốn bồng lai tiên cảnh. Dương Bách Xuyên nghe ba người Lưu Tích Kỳ kể lại, anh không ngừng gật đầu, Vân Môn là tông môn tu chân, tránh xa thế tục là điều tất nhiên. Sau khi trở về, anh còn muốn ra sức phát triển Vân Môn, như vậy mới có thể tính trước cho tương lai, chẳng may có một ngày. Người bên Sơn Hải Giới ồ ạt qua bên đây, Vân Môn sẽ gánh vác vai trò là một cán cân, trái đất là quê hương của Dương Bách Xuyên này, anh không cho phép bất kỳ ai phá hủy nó. Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên đi đến trước cửa nhà, hai chân khẽ run, nhưng nhất thời anh lại không dám bước vào. Triệu Nam đi tới nắm lấy tay anh, cô nhẹ giọng nói, vào đi,
bà nội sẽ không trách anh, chị Vô Tình và chị Lục, mọi người đều ở bên trong. Dương Bách Xuyên cười gượng, anh hít sâu một hơi rồi kéo tay Triệu Nam bước vào. Thật ra anh rất sợ, sợ nhìn thấy bà nội, trên đường về đây Lưu Tích Kỳ đã nói với anh, từ khi bà nội biết anh biến mất ở bí địa Trường Bạch, thân thể của bà đã kém đi. Điều Dương Bách Xuyên lo sợ chính là nhìn thấy cơ thể không khỏe của bà nội. Đi tới trước cửa lớn, Dương Bách Xuyên đã nghe thấy tiếng trẻ con ê a và giọng nói của bà nội, còn cả tiếng trêu đùa đứa nhỏ của phụ nữ, bao gồm cả Độc Cô Vô Tình, Lục Tuyết Hy, Khưu Vân và cả em gái Dương San San. Cả người Dương Bách Xuyên thoáng chút run rẩy đi qua bình phong, quả nhiên anh nhìn thấy bà nội đang chọc người đứa bé trên tay, đứa bé này hiển nhiên là con gái của Lưu Tích Kỳ và em gái Dương San San, mấy người Độc Cô Vô Tình, Lục Tuyết Hy đang vây quanh bà nội. Giây phút nhìn thấy bà nội, Dương Bách Xuyên đã rất sốc, trái tim anh đau thắt. Anh nhìn thấy bà nội đã bạc trắng cả đầu. Năm đó, anh dùng linh đan để điều dưỡng cho cơ thể của bà, mặc dù tuổi tác đã cao, không thể bước vào tu chân, nhưng sau khi điều trị thân thể cho bà nội, không mong đợi sống lâu trăm tuổi nhưng ít nhất cũng có thể sống tới già, điểm này Dương Bách Xuyên rất chắc chắn. Nhưng mà, giờ phút này khi nhìn thấy mái tóc bạc trắng của bà nội, sau khi cảm nhận được hơi thở trên người bà, anh biết bà nội chẳng được mấy năm nữa. Anh có thể tưởng tượng được, nguyên nhân vì sao lại như vậy. Ông nội mất sớm, bà nội nuôi nấng chăm sóc cho ba, sau này ba đi lính mất hoàn toàn tin tức, cộng thêm việc mẹ anh rời đi, tất cả đều là cú sốc rất lớn với bà nội. Khó khăn lắm anh mới tốt nghiệp đại học, trong lòng bà nội cũng bớt lo lắng hơn, nhưng bản thân lại biến mất. Từ sau khi bà nội biết được tin anh mất tích ở bí địa Trường Bạch, anh có thể tưởng tượng bà nội của anh phải gánh chịu đòn tâm lý như thế nào. Có đôi khi tổn thương tâm hồn còn vượt xa cả tổn thương về thể xác, Dương Bách Xuyên vừa nhìn thấy bà nội thì đã hiểu, vì sao tóc của bà lại bạc trắng như vậy. Nhớ tới bà nội nuôi nấng hai anh em, xem anh như cục cưng của bà, còn anh thì sao? Từ khi lên đại học, dường như anh chưa từng tận tâm tận hiếu với bà, nhất là sau khi tu chân. Thời gian ở nhà cũng càng ngày càng ít. Giờ đây, toàn thân Dương Bách Xuyên run rẩy, anh đi về phía trước, nhìn mái tóc bạc phơ của bà nội lại không nhịn được mà khóc thành tiếng. Bà nội, cháu trai bất hiếu, cháu về rồi đây. Dương Bách Xuyên quỳ gối cách bà nội 3 mét, nước mắt lăn dài trên má. Dương Bách Xuyên vừa xuất hiện, mấy người đang trêu chọc đứa nhỏ mới phát hiện ra Dương Bách Xuyên, Triệu Nam, Lưu Tích Kỳ và Lý Đại Nghị đang đứng ở trong sân. Tiên sinh Khưu Vân được xem là người không dính líu gì đến Dương Bách Xuyên, nhưng cô lại là người phản ứng đầu tiên. Anh, Dương San San đỏ mắt kêu lớn. Mặc dù không nói ra lời, nhưng toàn thân Độc Cô Vô Tình đã sớm run rẩy. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên đang quỳ trên mặt đất, cô mím chặt môi, nếu không phải biết rõ, giờ phút này Dương Bách Xuyên muốn nói chuyện với bà nội thì cô nhất định sẽ nhào qua, chờ đợi 6 năm, cuối cùng thì anh cũng trở về. Sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên, ánh mắt Lục Tuyết Hy sáng lên, cũng không biết trong lòng cô đang suy nghĩ điều gì. Ngược lại, khi Triệu Nam thấy được biểu cảm của Độc Cô Vô Tình, cô có thể hiểu được, Triệu Nam biết lúc này Dương Bách Xuyên không thể quan tâm tới cô ấy được, vì vậy cô đã bước tới nhẹ nhàng nắm lấy tay Độc Cô Vô Tình, mấy năm nay bọn họ cũng xem như là đồng cam cộng khổ với nhau, quan hệ rất tốt, nhất là một người thông minh như Triệu Nam, đương nhiên hiểu rõ làm thế nào để hòa đồng với mọi người ở Vân Môn. Mà lúc này, trên mặt của Dương Bách Xuyên giàn giụa nước mắt, anh nhìn mái tóc bạc phơ của bà nội mà lòng đau như cắt, cảm nhận được sức sống của nội này càng yếu ớt, cái chết thì lại vần quanh. Vì vậy anh đã quyết định, cho dù trời có sập thì anh cũng không đi đâu cả, chỉ muốn ở lại bên cạnh chăm sóc cho bà nội. Kết quả xấu nhất là bên cạnh bà sống quãng đời còn lại. Mặc dù trong mắt của người bình thường, tu chân có được bản lĩnh thần tiên, nhưng lại không thể nào nghịch thiên cải mệnh. Ví dụ như giữ bà nội lại, để bà tu chân. Nhưng anh cũng biết quy luật tự nhiên của lẽ trời, có những chuyện cũng chưa chắc đã là xấu. Trước kia sư phụ đã từng nói, thiên đạo có luân hồi, người chết ắt sẽ luân hồi. Dù cho sâu trong thâm tâm anh biết rõ, sớm muộn gì rồi ngày đó cũng sẽ tới, nhưng cho tới bây giờ anh vẫn không cách nào buông bỏ. Vậy nên trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng bi thương. Nhưng cho dù là như vậy thì anh cũng không làm gì được. Việc duy nhất anh có thể làm là kéo dài mạng sống cho bà nội, để anh có thời gian hiếu thảo với bà nhiều hơn. Lúc này,
bà nội run giọng nói, là cháu trai lớn của bà sao? Dứt lời, bà đưa đứa bé đang ôm trong lồng ngực cho Dương San San, Khưu Vân đỡ bà run rẩy đứng dậy. Bà nội, là cháu, về rồi đây, Dương Bách Xuyên nghẹn ngào đáp. Đi tới cạnh Dương Bách Xuyên, bà nội vươn tay khẽ xoa đầu Dương Bách Xuyên, trở về là tốt rồi, bà biết cháu trai của bà người tốt sẽ gặp lành, giờ thì may rồi. Trong miệng bà nội lặp lại liên tục câu, trở về là tốt, tất cả những gì bà nội muốn nói với anh đều nằm trong câu nói này. Trong lòng tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, đúng thế, được trở về còn hơn bất cứ thứ gì. Dương Bách Xuyên ôm lấy bà nội, anh nhìn mái tóc bạc trắng của bà lại không nhìn được mà rơi nước mắt, mấy người trong sân thấy vậy thì đỏ cả vành mắt, bọn họ đều yên lặng rời khỏi sân trước, mọi người đều biết Dương Bách Xuyên muốn nói chuyện với bà nội. Trong sân, hai bà cháu ngồi xuống nói chuyện cho nhau nghe. Còn nhớ khi bé cháu rất bướng bỉnh, thân thể cũng yếu ớt, bà nội thiên vị để lại thịt vào trong bát của cháu, lúc nào cháu cũng lén gắp cho San San, chớp mắt cháu trai lớn của bà đã trưởng thành, bà nội cũng già rồi, bây giờ San San đã kết hôn sinh con, bà nội cũng trông mong cháu sẽ lập gia đình. Đợi sau khi cháu kết hôn, bà cũng có mặt mũi xuống dưới suối vàng gặp liệt tổ liệt tông nhà họ Dương, đi gặp ông nội của cháu. Không nói nữa, đi, theo bà nội tới từ đường tế bái tổ tiên, cháu có thể bình an trở về là do tổ tiên phù hộ. Dương Bách Xuyên không ngắt lời của bà, tùy ý để bà kéo tay đi về hướng từ đường, giờ phút này, anh không nói nên lời. Mặc dù bà nội không khóc thành tiếng nhưng trên gương mặt già nua đã thấm đẫm nước mắt. Khi thấy bà nội dâng hương cho tổ tiên trong từ đường, Dương Bách Xuyên nhìn thấy run rẩy cắm hương vào trong lư, bàn tay phát run cắm mấy lần đều thất bại. Trong lòng anh vừa khó chịu vừa căng thẳng, cuối cùng thì anh cũng phải thừa nhận, bà nội thật sự đã già rồi, trước kia đều có bà nội ở đây, anh chưa từng phải bận tâm đến chuyện gì, luôn cho rằng có bà nội ở đây thì chuyện gì cũng có thể giải quyết. Hiện tại, trong lòng anh căm hận, hận chính bản thân mình. Bước tới, nhận lấy que hương dài trên tay bà nội rồi cắm vào lư hương, Dương Bách Xuyên cầm tay bà, nghiêm túc nói, bà nội, cháu trai bất hiếu, để bà phải lo lắng nhiều rồi. Cháu hứa với bà, sau này sẽ không chạy lung tung nữa, chỉ ở nhà với nội thôi. Bà nội cười nói, đứa bé ngốc, bà già nhưng không có lẫn, mặc dù cho tới bây giờ bà không biết rõ cháu đang làm cái gì, nhưng bà biết cháu trai lớn của bà không làm chuyện xấu là đủ rồi, bà con bên thôn mới chính là minh chứng tốt nhất. 3 năm trước bà đã tới thăm bôn mới bên kia, tất cả mọi người đều khen cháu và thiết đản, họ đều ghi nhớ gia đình nhà chúng ta đã tốt như thế nào. Bà rất tự hào, trong lòng thầm nghĩ, bất kể cháu muốn làm chuyện gì, chỉ cần là điều đúng đắn không trái với lương tâm thì cứ làm, bà nội không giúp đỡ được cho cháu, nhưng cũng sẽ không làm cháu lùi bước. Ngày mai, cháu đưa bà sang thôn mới thăm bà con, đã 3 năm rồi bà nội chưa từng ra khỏi cửa, bây giờ cháu đã bình an trở về, cũng nên đi xem một chút, tất cả đều là ý trời. Bố mẹ cháu đều rời đi sớm, trước khi bà vẫn ôm hy vọng. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày bố mẹ cháy trở về, nhưng bây giờ bà đã không nghĩ như vậy nữa, đó là số mệnh của bọn họ, bà nội có cháu là đủ rồi, kể từ 3 năm trước, sau khi biết tin cháu biến mất ở bí địa, bà đã nghĩ thông suốt. Bây giờ, bà cũng không có yêu cầu gì lớn lao, chỉ hy vọng cháu và Triệu Nam nhanh chóng kết hôn, bà nội không đợi được bao lâu nữa. Bà nội, bà có thể sống lâu 100 tuổi. Cháu nói bậy cái gì đó. Sống lâu 100 tuổi không phải sẽ trở thành yêu bà sao, bà nội cũng biết được một chút tin tức từ chỗ cô Lục, cháu không cần phải lãng phí khí lực gì cho bà không muốn cái gì mà trường sinh bất lão, mấy năm nay bà luôn mơ thấy ông nội của cháu, lần nào lão đầu chết tiệt kia cũng nói ông ấy nhớ bà, ha ha. Thật ra, làm sao bà lại không nhớ ông ấy cơ chứ, đợi sau khi cháu kết hôn thì bà sẽ không còn gì phải bận lòng nữa, biết không? Dương Bách Xuyên nghe bà nội nói chuyện một cách ung dung như vậy. Anh biết rõ, ở cái độ tuổi này của bà đã nhìn thấu mọi chuyện, anh cũng hiểu, không phải ai cũng muốn theo con đường tu chân, anh không thể cưỡng ép, hơn nữa với độ tuổi của nội, anh cũng không có cách nào thay đổi được, những chuyện mà hiện tại anh có thể làm chỉ là thỏa mãn mọi ý nguyện của bà nội khi còn sống. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên nắm chặt tay của bà, anh nghiêm túc nói, bà nội yên tâm, đợi cháu và Nam Nam trao đổi, bọn cháu sẽ kết hôn. Lần này trở về cháu không đi đâu cả, chỉ ở nhà với nội thôi. Được, nếu như vậy thì cháu không cần lo chuyện này,
bà sẽ chọn ngày lành tháng tốt giúp hai cháu, nhưng mà... Hai, thằng nhóc thối này, rước một thân nợ tình, chuyện này đúng là phiền toái. Bà nội nói tới đây thì trừng mắt nhìn Dương Bách Xuyên một cái, giống như sớm đã phát hiện ra anh và mấy người phụ nữ khác. Dương Bách Xuyên bị bà nội nói như vậy, mặt anh bắt đầu nóng lên, trong nháy mắt cũng không biết phải trả lời bà thế nào, nghĩ đến đây chỉ cảm thấy chua xót. Anh và Triệu Nam kết hôn thì mấy người kia phải làm sao bây giờ? Đây quả thực là một vấn đề đau đầu. Nhưng mà ngay lúc này bà nội lườm anh nói, cháu nói thật cho bà biết, rốt cuộc thì cháu đã dây dưa với bao nhiêu người rồi. Dương Bách Xuyên chỉ hận không tìm được một cái lỗ để chui vào, chuyện này bảo anh nói thế nào đây? Bà nội, bà hỏi như vậy thì làm sao mà cháu trả lời được? Thằng nhóc thối, cháu dám làm mà không dám thừa nhận à? Nói, đứng trước mặt liệt tổ liệt tông nói rõ ràng, người nhà họ Dương ta lại không gánh trách nhiệm. Bà nội trừng mắt vỗ nhẹ vào đầu Dương Bách Xuyên một cái. Dưới cái nhìn chằm chằm của bà nội, Dương Bách Xuyên chỉ có thể đỏ mặt nói, trong thôn của chúng ta thì có chị Kim Phượng, Âu Dương Ngọc Thanh, Bộ Thanh Mai, Độc Cô Vô Tình, Ninh Kha, Lâm Hoan, đều là khụ khụ, người phụ nữ của cháu trai bà. Bà nội hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn Dương Bách Xuyên. Thằng nhóc thối này còn trang hoa hơn cả ông nội cháu, vậy ý cháu là, cháu và cô bé nhà họ Triệu còn chưa lăn giường với nhau hả? Khụ khụ khụ, Dương Bách Xuyên bị bà nội hỏi thẳng, anh đỏ mặt nói, vẫn chưa. Bà nội lại nói tiếp, bà còn nghe nói có cả cô bé nhà họ Liễu. Cháu thành thật nói cho bà biết, cháu có ý gì với cô bé đó, mấy năm nay cô Lục bận rộn bên ngoài, chịu không ít khổ sở, cháu không được phụ lòng người ta. Nếu không bà nội sẽ không để ý tới cháu nữa. Dương Bách Xuyên cười khổ nói, bà nội, cháu nói thật, cháu và Liễu Linh Linh đúng thật là có tình cảm với nhau, nhưng cuối cùng thì cũng không đi đến được kết quả cuối cùng, còn về Lục Tuyết Hy thì có chút đặc thù, cháu với cô ấy không có gì cả. Dứt lời, Dương Bách Xuyên thấp thỏm nhìn bà nội, không biết nội anh định nói gì tiếp, anh biết bà nội không muốn anh là một kẻ phụ lòng người khác. Nhưng loại chuyện này, anh cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, dù sao thì nếu anh và Triệu Nam kết hôn, mấy người phụ nữ khác cũng không biết sắp xếp thế nào, đúng là đau cả đầu. Một lát sau, bà nội trầm ngâm rồi cắn răng, giống như hạ quyết tâm nói ra một câu rất bá đạo khí phách, vậy thì ngoại trừ cô bé Lục, những người khác cũng cùng cưới, bà không muốn cháu thành một kẻ phụ tình, nhà họ Dương chúng ta không có những người như vậy, chuyện này cháu không phải quan tâm, cái mặt già này sẽ làm chủ. Dương Bách Xuyên bị những lời của bà nội làm cho ngơ người, anh không ngờ bà nội lại nói ra một câu như vậy. Nhưng mà anh rất thích. Vẻ mặt Dương Bách Xuyên đỏ bừng, anh luôn cảm thấy như có gì đó không đúng lắm nên không nhịn được mà hỏi bà nội, bà, làm như vậy có được không? Có gì mà không được, thằng nhóc thối này, cháu đã ngủ với con gái nhà người ta rồi, lẽ nào không định phụ trách hay sao? Ngay lập tức, bà nội lộ ra bộ mặt hung hãn mà Dương Bách Xuyên chưa từng thấy qua. Khụ khụ khụ, Dương Bách Xuyên nghe bà nội nói như vậy thì ho khan một trận, hôm nay bà nội quả thật đã khiến anh có thêm cái nhìn mới, anh vội vàng xua tay, đâu có đâu nội, cháu không phải loại người không phụ trách, ý của cháu là cưới cùng một lúc như vậy thì liệu có kỳ lắm không? Lúc này, Dương Bách Xuyên có cảm giác như lưng mình thấm đẫm mồ hôi. Vậy có là gì, ông nội của cháu khi xưa còn là đại địa chủ thời dân quốc, ông ấy là độc đinh trong nhà. Vì thế đã nạp một lúc 8 vợ bé, cộng thêm một vợ cả. Ông nội cháu có 9 người vợ. Cháu cộng thêm cả cô bé nhà họ Liễu thì cũng mới bằng Vi Tiểu Bảo. Được rồi, chuyện này cháu không cần quan tâm, lát nữa gọi tất cả bọn họ vào đây, bà nội làm chủ cho cháu là được rồi. Bà cũng rất thích mấy cô bé kia, trong những năm cháu không ở đây bà cũng đã nhìn thấu. Bọn họ đều rất hiếu thảo, cháu có thể lấy được họ làm vợ xem như là may mắn mà kiếp trước cháu tu luyện. Sau này phải đối xử tốt với mấy cô bé đó một chút, nếu không thì bà nội sẽ không đồng ý nữa đâu. Dương Bách Xuyên nhìn thấy một bà nội hoàn toàn mới, mặc dù ngoài mặt thì tỏ ra xấu hổ nhưng trong lòng Dương Bách Xuyên đã sớm vui đến phát điên. Đặc biệt còn bị câu, Phi Tiểu Bảo, của bà nội chọc cho vui vẻ, thầm đếm số người quả đúng là như vậy thật, Triệu Nam, Độc Cô Vô Tình, Bộ Thanh Mai, Lâm Hoan, Âm Dương Ngọc Thanh đã là 6 người rồi. Nếu như thêm Liễu Linh Linh nữa không phải là 7 hay sao? Đúng bằng Vi Tiểu Bảo có 7 người vợ, ha ha. Nhưng khi nghĩ tới Liễu Linh Linh, trong lòng anh lại lo lắng, từ khi cô nhóc kia từ Pháp trở về, bố mẹ qua đời, bị anh trai phản bội,
tính tình thay đổi tóc bạc trắng chỉ sau một đêm, sư phụ đã nói sau này Liễu Linh Linh tu chân chỉ càng ngày càng lạnh lẽo, cũng không biết trong lòng cô sẽ nghĩ thế nào. Dù sao thì Lý Đại Nghị nói đã thông báo cho Liễu Linh Linh ở châu Âu xa xôi, mọi chuyện đợi cô về rồi tính. Anh vẫn luôn suy nghĩ đau cả đầu, làm sao để nói chuyện này với mấy người kia, dù sao thì anh cũng sẽ không vứt bỏ phụ nữ của mình, bây giờ thì tốt rồi, có bà nội ra mặt, anh sẽ bớt đi không ít phiền phức. Quả thật, anh có chút ngang ngược và ích kỷ, nhưng sau khi trở lại nghe được Lưu Tích Kỳ và Lý Đại Nghị nói, không một ai rời đi trong số họ. Có người thì vào Vân Kỳ, nếu không vào Vân Kỳ thì sẽ ở Vân Môn để chăm sóc cho bà nội, điều này đủ để chứng minh bọn họ đều rất si mê anh. Anh không muốn phụ lòng một ai. Nếu đổi lại là người bình thường, đây là chuyện không thể nào xảy ra, nhưng may thay anh không phải là người bình thường. Hiện tại anh đường đường là một tu chân giả cảnh giới nguyên anh, đương nhiên tạm thời mất đi tu vi nhưng sau này sớm muộn gì cũng sẽ khôi phục. Chỉ cần khôi phục tu vi, anh dám nói trên trái đất này, mình là một nhân vật đỉnh cao. Người như vậy cưới nhiều vợ dường như cũng chẳng có gì to tát. Hơn nữa, từ khi bắt đầu anh đã đưa cho mấy người phụ nữ của mình phương pháp tu chân, có lẽ tầm nhìn của họ cũng sẽ vượt qua người thường, bà nội ra mặt nói chuyện giúp anh, chắc hẳn sẽ không đáng ngại. Dương Bách Xuyên dìu bà nội về phòng, nói chuyện tới tận đêm khuya, hai bà cháu đã nói rất nhiều, thi thoảng lại vang lên tiếng cười, bà nội ngủ từ khi nào không biết. Nụ cười trên gương mặt Dương Bách Xuyên biến mất, anh đưa tay bắt mạch cho bà nội, phát hiện các cơ quan chức năng trong cơ thể đã kém đi rất nhiều. Nếu cứ theo tình trạng này thì bà nội không chống đỡ nổi một năm, điều này khiến Dương Bách Xuyên vừa đau lòng vừa tràn đầy hổ thẹn. Anh có rất nhiều cách để phục hồi các chức năng thể chất của bà, nhưng tâm hồn đã bị cái chết vần quanh, đây là điều mà anh không thể làm gì được. Hiện tại anh chỉ có thể dùng nước sinh mệnh và linh đào để điều dưỡng cơ thể cho bà nội, kéo dài tuổi thọ của bà đến mức tối đa, để anh có thể tận tâm báo hiếu. Nhưng khi thực hiện hành vi nghịch thiên cải mệnh này, Dương Bách Xuyên sẽ phải trả một cái giá cực kỳ đắt, anh không thể chắc chắn được bao nhiêu năm nhưng cho dù phải trả cái giá thế nào thì anh cũng sẽ thử. Tâm sẽ động, anh triệu hoán Ngô Mặc Thu từ điện La Phù ra ngoài. Chủ nhân Ngô Mặc Thu vừa xuất hiện, cô hành lễ với Dương Bách Xuyên nhưng đã bị anh giơ tay ngăn cản, tỏ ý cô đừng gây ra tiếng động. Lúc này, Ngô Mặc Thu mới phát hiện Dương Bách Xuyên đã về tới nhà, anh đang ngồi bên cạnh bà nội. Sau khi Ngô Mặc Thu nhìn thấy gương mặt buồn bã của Dương Bách Xuyên và người bà đã lớn tuổi nằm trên giường, ngay lập tức cô hiểu được vì sao chủ nhân mình lại lo lắng như vậy. Một quỷ tu như cô đương nhiên có thể cảm nhận được cái chết đang gần kề, thời gian của bà nội không còn nhiều nữa. Chủ nhân, Thu Nhi giúp gì được cho anh không? Đầu óc của Ngô Mặc Thu rất linh hoạt, nhanh chóng đoán được Dương Bách Xuyên triệu hoán cô ra nhất định là có chuyện. Dương Bách Xuyên vui mừng nhìn Ngô Mặc Thu, Thu Nhi. Quỷ tu như em có biết được dưới thiên đạo thật sự có lục đạo luân hồi sao? Có, Ngô Mặc Thu trả lời không chút do dự, cô nói tiếp, mặc dù em chưa bao giờ nhìn thấy thế giới luân hồi thực sự, nhưng theo tu vi dần tăng lên, em có thể cảm nhận được trong bóng tối, dưới thiên đạo thật sự tồn tại luân hồi, đây là cảm giác từ sâu trong linh hồn nên không thể nào sai được, hơn nữa Thu Nhi có dự cảm, đợi một ngày tu vi đạt tới một trình độ nhất định sẽ tiến vào thế giới quỷ tu. Thu Nhi cảm thấy tử khí đang vờn quanh bà nội là khí tức đến từ giới quỷ tu. Hai mắt Dương Bách Xuyên sáng lên, vội vàng nói, Thu Nhi có cách nào xua đuổi tử khí trên người bà nội không? Ngô Mặc Thu xấu hổ cúi đầu nói, chủ nhân, Thu Nhi vô dụng không thể làm gì được, loại tử khí này đến từ thế giới U Minh, tu vi của Thu Nhi quá thấp, không giúp đỡ được chủ nhân, biết đâu sau này Thu Nhi tiến vào được thế giới kia thì sẽ có cách. Càng nói về sau thì giọng Ngô Mặc Thu càng nhỏ, bởi vì cô cảm thấy bản thân đang nói lời vô ích, cái Dương Bách Xuyên muốn là làm thế nào để giữ chân bà nội, đợi đến khi cô bước vào được thế giới U Minh kia thì bà nội đã sớm không còn nữa rồi. Dương Bách Xuyên nhìn gương mặt áy náy của Ngô Mặc Thu, anh cười khổ nói, là do anh nghĩ nhiều rồi, Thu Nhi không cần phải tự trách, thiên đạo khó lường, con người có đạo làm người, tu chân giả có đạo của tu chân giả. Chỉ cần thực sự có luân hồi thì với bà nội cũng xem như không tệ, tất cả cứ để thuận theo tự nhiên đi. Dứt lời, Dương Bách Xuyên nhìn bà nội đang ngủ say trên giường, ánh mắt anh lóe lên tia sáng rồi do dự nói, có điều, anh cũng là một tu chân giả, dưới chân thiên đạo cũng xem như là làm trái với luật trời,
cho dù đại hạn của bà nội đang đến gần thì anh cũng sẽ không chịu thua. Bà nội nuôi dưỡng anh không dễ dàng gì, nhưng anh lại bất hiếu, mấy năm nay không ở bên để bà nội để làm trọn đạo hiếu, bây giờ anh đường đường là một tu chân giả cảnh giới nguyên anh, nếu như ngay cả tranh thủ thời gian để tận hiếu với nội cũng không làm được, vậy thì cái giới tu chân này không tu cũng được. Ngừng một lúc, Dương Bách Xuyên nhìn Ngô Mặc Thu nói, Thu Nhi, anh muốn kéo dài tính mạng cho bà nội, làm trái đạo trời một lần, hiện tại em cũng xem như là người có tu vi cao nhất ở Vân Môn, tu vi của anh tạm thời đã mất hết, không để dùng tới sức mạnh thần hồn, anh cần sự giúp đỡ của em có đồng ý không? Toàn thân Ngô Mặc Thu run lên, cô vội vàng nói, chủ nhân cứ việc phân phó, số mạng của chị em Thu Nhi là do chủ nhân ban tặng mới có được ngày hôm nay, giúp được chủ nhân. Dù cho hồn phi phách tán thì Thu Nhi cũng cam lòng, Thu Nhi đã sớm coi Dương Bách Xuyên thành người thân của mình, bà nội của chủ nhân cũng là bà nội của Thu Nhi, có thể giúp bà nội kéo dài tính mạng, Thu Nhi rất vui vẻ. Không nghiêm trọng tới như vậy, anh kéo dài tính mạng cho bà nội, cần em dùng thần hồn để củng cố hồn phách của bà nội, có thể sẽ làm hao tổn thần hồn của em, những điều chúng ta làm được chỉ là dùng sức sống mạnh mẽ của thiên tài địa bảo để cải thiện tình trạng cơ thể trước mắt của nội. Trong thời gian này thì hồn phách của bà không được phép xảy ra bất cứ chuyện gì, vì vậy anh phải cần tới sự giúp đỡ của em mới được. Dương Bách Xuyên nói ra mục đích của mình. Ngô Mặc Thu đáp, chủ nhân cứ việc tiến hành, Thu Nhi đợi lệnh bất cứ lúc nào. Được, vậy thì anh sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Dương Bách Xuyên gật đầu, anh lấy ra một quả linh đào và một giọt nước sinh mệnh, hai bảo bối này đều có sức sống và linh khí mạnh mẽ. Dương Bách Xuyên biết bà nội không chịu nổi, cho nên cần Ngô Mặc Thu cố định hồn phách của nội, đồng thời dẫn dắt linh đào và nước sinh mệnh để bà nội hấp thu, chỉ có như vậy thì mới kéo dài được tuổi thọ. Về phần kéo dài được bao lâu thì phải xem ý trời, có lẽ là một năm, hoặc là 3 đến 5 năm, dù sao thì Dương Bách Xuyên biết cũng sẽ không quá dài. Hơn nữa, trong suốt quá trình này, anh sẽ phải mạo hiểm rất lớn, cần sử dụng lực linh thức, chỉ cần sơ sẩy một cái là sẽ bị yêu hồn cổ cắn trả. Đến khi đó thì anh toi đời, nhưng vì bà nội, Dương Bách Xuyên quyết định đánh liều một phen. Sáng sớm ngày hôm sau, dường như tất cả mọi người đều phát hiện đèn trong phòng bà cụ sáng cả một đêm, cũng có nghĩa là đêm qua Dương Bách Xuyên không hề ngủ. Cũng không biết Dương Bách Xuyên ở trong phòng bà nội cả một đêm để làm gì, dù sao thì chắc chắn không phải là nói chuyện thâu đêm suốt sáng. Bên trong phòng lúc này, cả người Dương Bách Xuyên giống như vừa tắm mưa. Hai tay anh run rẩy nhổ kim châm cứu trên người bà nội. Cơ thể chân linh của Ngô Mặc Thu cũng mở đi không ít, hai người trải qua một đêm nỗ lực làm phép, cuối cùng thì cũng thành công. Dương Bách Xuyên đã sử dụng linh thức ở mức cực hạn, anh thi triển âm dương ngũ hành châm để giúp bà nội hấp thu được lực lượng của nước sinh mệnh và linh đào. May mà có Ngô Mặc Thu giúp đỡ cũng xem như là không có nguy hiểm, cũng không bị yêu hồn cổ cắn trả. Phù. Rút xong cây kim bạc cuối cùng, Dương Bách Xuyên thở ra một hơi, Thu Nhi vất vả rồi, em đi gặp chị gái và Kiều Phúc đi. Thu Nhi không thấy khổ, chủ nhân cũng nghỉ ngơi đi, Thu Nhi đi trước. Dứt lời, Thu Nhi biến mất ngay tại chỗ, cô đi tìm chị gái và Kiều Phúc. Dương Bách Xuyên nhìn bà nội đang nằm ngủ một giấc yên ổn trên giường, anh khẽ mỉm cười, công lao cả một đêm cuối cùng cũng không uổng phí, cảm nhận được sức sống trên người bà nội tăng lên. Dương Bách Xuyên biết lần này ít nhất có thể tăng được 3 năm tuổi thọ, nhiều thì là 5 năm. Dù sao thì cuối cùng anh cũng làm được một điều vui mừng. Sau đó, Dương Bách Xuyên lặng lẽ rời khỏi phòng bà nội, hiện tại anh cũng chẳng khác gì với người bình thường, trước tiên phải đi rửa mặt rồi ăn một bữa, bụng cũng đói rồi. Vừa bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy Triệu Nam và đám người Độc Cô Vô Tình đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt của tất cả bọn họ đều lo lắng, trong lòng chợt ấm áp. Anh nói, đừng lo, anh chỉ điều dưỡng cơ thể cho bà nội chút thôi. Mọi người nghe vậy thì liền hiểu, Dương Bách Xuyên đang kéo dài tính mạng cho bà nội, mấy năm nay bọn họ đều biết tình trạng sức khỏe của bà cụ, nhìn thấy nhưng lại không có cách nào, Độc Cô Vô Tình và Lục Tuyết Hy thường đã thông kinh mạch cho bà nhưng cũng không có mấy tác dụng. Trở về từ tối hôm qua nhưng Dương Bách Xuyên vẫn chưa nói chuyện với mọi người, hiện tại cũng xem như là có thời gian. Ánh mắt anh nhìn qua Khư Vân. Phát hiện tu vi của Khư Vân đã là trúc cơ, anh khẽ cường nói, Khư Vân, được đấy, đã lên trúc cơ rồi. Tiên sinh vành mắt Khư Vân đỏ au. Dương Bách Xuyên không chịu nổi phụ nữ khóc nhẹ, anh vội vàng nói, được rồi, không được khóc,
Tôi đói rồi, đi nấu cho tôi một bàn thức ăn ngon đi, tôi rất nhớ tay nghề của cô. Khưu Vân nghe thấy Dương Bách Xuyên nói như vậy thì rất xúc động, trong lòng thầm nghĩ, tiên sinh không hề quên cô. Tiên sinh, đợi tôi đi nấu ngay đây. Khưu Vân vừa nói xong đã chạy mất, cô rất hạnh phúc khi được nấu cơm cho tiên sinh. Đợi Khưu Vân rời đi, ánh mắt Dương Bách Xuyên cưng chiều bước tới trước mặt em gái Dương San San. Anh Dương San San đỏ mắt nhào vào ngực Dương Bách Xuyên, mấy năm nay trong lòng cô tràn đầy lo lắng, sợ anh trai sẽ không bao giờ trở lại nữa, sợ sức khỏe của bà nội, từ nhỏ ba bà cháu đã sống nương tựa lẫn nhau, anh trai mất tích, sức khỏe bà nội càng xuống dốc, trong lòng Dương San San dày vò hơn bất kỳ ai khác, nếu không phải có Lưu Tích Kỳ ở bên cạnh thì cô sớm đã không trụ nổi. Lúc này, bao nhiêu tủi thân đều phát tiết ra ngoài, từ nhỏ đã không có bố mẹ, trong lòng Dương San San, anh trai giống như người bố yêu thương cô, không để cho cô chịu một chút uất ức nào. Một lúc lâu sau, Dương Bách Xuyên mới dỗ dành xong em gái mình, anh lau nước mắt trên gương mặt cô, được rồi, không khóc nữa, đã làm mẹ người ta rồi còn khóc nhè, anh trai trở về rồi, anh cam đoan với em, sau này sẽ không rời xa mọi người nữa, còn nữa, em với Thiết Đản kết hôn mà không đợi anh còn chưa tìm hai người để tính sổ đâu đấy. Dương Bách Xuyên còn cố làm ra vẻ mặt ủ rũ. Anh đấy là do bà nội làm chủ, em cũng đâu còn cách nào khác. Dương San San nhất thời nóng nảy, cô phản bác lại. Ha ha, anh biết rồi, anh chỉ nói giỡn thôi mà, được rồi em đi bế cháu ngoại qua đây để anh xem cái nào. Vâng, Dương San San ngượng ngùng đáp, cô xoay người rời đi. Lúc này, cuối cùng thì Dương Bách Xuyên cũng đi tới trước mặt Độc Cô Vô Tình, nhìn cơ thể phát run và vành mắt đỏ hoe của cô đã nói lên tất cả. Anh không nói lời nào mà ôm cô vào lòng rồi nhẹ giọng nói, mấy năm nay vất vả cho em rồi. Dương Bách Xuyên biết tu vi của Độc Cô Vô Tình cũng xem như là trụ cột ở Vân Môn. Cô và Lục Tuyết Hy tỏa trấn Vân Môn, nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng thật ra lại cực kỳ áp lực. Độc Cô Vô Tình rơi nước mắt, có được câu này của Dương Bách Xuyên là đủ rồi, cô vốn là người kiệm lời, từ trong mắt của cô có thể nhìn ra ngàn vạn lời nói. An ủi xong Độc Cô Vô Tình, ánh mắt anh nhìn về phía Lục Tuyết Hy, nói với cô một cách nghiêm túc, cảm ơn. Lúc trước thân thể này của Lục Tuyết Hy chịu sự chống chế của em gái, Dương Bách Xuyên biết ơn cô từ tận đáy lòng, từ khi chị em họ đi theo anh, hai người đã góp sức rất lớn cho Vân Môn, chăm chỉ làm việc mà chưa một lời than oán. Hừ đáp lại tiếng cảm ơn của Dương Bách Xuyên là một tiếng hừ lạnh của Lục Tuyết Hy. Ngược lại, em gái Lục Phú Thư lại nhẹ nhàng nói, chủ nhân. Cuối cùng thì anh cũng trở về rồi, chúc mừng chủ nhân đại nạn không chết, nhất định sẽ hạnh phúc tới cuối đời. So với tính tình nóng nảy của chị gái Lục Tuyết Hy thì em gái Lục Vũ Thư vẫn ngây thơ như cũ. Dương Bách Xuyên nghe xong thì cười lớn, Vũ Thư có nhớ tôi không? Chẳng mấy khi trêu ghẹo Lục Vũ Thư một chút. Lục Vũ Thư trả lời ngay lập tức, Vũ Thư đương nhiên là nhớ chủ nhân rồi, thật ra chị gái cũng rất nhớ chủ. Em cầm miệng đi, Lục Tuyết Hy vội vàng ngắt lời em gái. Lúc này, bầu không khí có chút ám muội, tất cả mọi người đều biết tính cách Lục Vũ Thư thơ ngây bất cẩn, nhưng không ngờ lại làm lộ bí mật của chị gái, hai chị em họ cùng dùng chung một cơ thể, nhiều khi hiểu rõ tâm tư của đối phương cũng không có gì lạ. Triệu Nam tinh nghịch nhìn Dương Bách Xuyên, ánh mắt của Độc Cô Vô Tình cũng lóe lên, hết nhìn Dương Bách Xuyên lại nhìn sang Lục Tuyết Hy. Người nào đó họ Dương thì ho khan che giấu. Lục Tuyết Hy thì đỏ mặt nói, con nít nói linh tinh, IQ của con bé luôn âm. Không giải thích thì thôi, giải thích xong thì còn đen tối hơn, bầu không khí càng ngày càng quái dị. Lục Tuyết Hy hung dữ chừng mắt nhìn Dương Bách Xuyên một cái, cô xoay người định rời đi. Nhưng mà, Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi rồi gọi Lục Tuyết Hy lại, Lục hộ pháp đợi đã. Lục Tuyết Hy dừng bước. Cô đen mặt nhìn Dương Bách Xuyên, dáng vẻ như đang nói, anh có gì muốn dạy bảo. Dương Bách Xuyên mỉm cười đi tới cạnh cô, cho tới nay, cô đã có cống hiến rất lớn cho Vân Môn, một môn chủ như tôi không khác gì ông chủ ăn không ngồi rồi, hôm nay tôi trả lại tự do cho chị em cô. Dứt lời, tâm khẽ động, Dương Bách Xuyên giải trừ huyết ấn thần hồn mà lúc trước sư phụ đã giúp anh áp chế hai người họ. Giây sau, một giọt máu tươi bay ra từ mi tâm của Lục Tuyết Hy. Tiến vào trong cơ thể Dương Bách Xuyên. Hiện tại, hai chị em Lục Tuyết Hy không còn bị Dương Bách Xuyên khống chế nữa,
bọn họ đã luyện tới tu vi kim đan sơ kỳ đỉnh phong. Thu giọt máu này lại, tôi tin tu vi của cô sẽ tiến thêm một bước, từ nay về sau, chị em cô tự do rồi. Dương Bách Xuyên cười nói. Nghe Dương Bách Xuyên nói như vậy, toàn thân Lục Tuyết Hy run rẩy, vẻ mặt cực kỳ khó coi, cô nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên rồi nói, anh, không cần chị em tôi nữa sao? Lục Tuyết Hy hỏi thẳng một câu khiến cho sắc mặt của Triệu Nam và Độc Cô vô tình thay đổi. Con gái trời sinh ghen tuông là bình thường, lời vừa rồi của Lục Tuyết Hy quả thật khiến bọn họ suy nghĩ, nhưng hai người cũng không hề lo lắng, cho dù Dương Bách Xuyên thật sự muốn nhận hai chị em họ Lục thì bọn họ cũng không có ý kiến gì. Chỉ không ngờ tới Dương Bách Xuyên lại giải trừ áp chế trên người hai chị em họ Lục, anh muốn để họ rời đi sao? Nếu chỉ vì ánh mắt ghen tuông vừa rồi của hai người họ mà Dương Bách Xuyên đuổi hai chị em nhà họ Lục rời đi, vậy thì Triệu Nam và Độc Cô Vô Tình sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Triệu Nam và Độc Cô Vô Tình biết rất rõ, mấy năm nay hai chị em họ đã cống hiến như thế nào cho Vân Môn, nói Dương Bách Xuyên là môn chủ không bằng nói hai chị em họ Lục là đại quản gia chân chính của Vân Môn, tu luyện dạy dỗ của mỗi đệ tử Vân Môn, bao gồm cả bọn họ, đều do hai chị em họ Lục đích thân chỉ bảo. Những năm nay, đám người Độc Cô Vô Tình, Triệu Nam và chị em họ Lục cũng xem như là chị em, quan hệ vừa là thầy vừa là bạn, sớm đã xem hai người họ thành người thân trong nhà. Nhất định không thể để Dương Bách Xuyên đuổi hai chị em họ đi được. Triệu Nam và Độc Cô Vô Tình gần như đồng thanh nói, không được. Dương Bách Xuyên cũng bị phản ứng của hai người làm cho bối rối, nhưng anh cũng biết Lục Tuyết Hy hiểu nhầm. Vội cười khổ nói, từ khi hai người theo Dương Bách Xuyên tôi tới bây giờ, trên danh nghĩa chúng ta là quan hệ chủ tớ, nhưng có bao giờ tôi xem hai người như đầy tớ. Thật ra, tôi đã muốn giải trừ huyết ấn từ lâu rồi, chỉ là không ngờ tới, một lần đi lại là nhiều năm như vậy, hiện tại nhìn thấy tu vi của hai người đã đạt tới bình cảnh, nên mới tiện tay xóa bỏ, không có áp chế của huyết ấn thì tu vi của hai người sẽ tiến thêm một bước. Đừng suy nghĩ linh tinh. Trong lòng tôi đã sớm coi hai chị em cô là người thân, chưa bao giờ có ý định đuổi hai người đi, chỉ cần hai chị em cô đồng ý, Vân Môn sẽ luôn là nhà, Dương Bách Xuyên mãi mãi là người thân của các cô. Sau khi Dương Bách Xuyên dứt lời, Triệu Nam và Độc Cô Vô Tình cũng thở dài nhẹ nhõm. Bây giờ nghĩ lại, hai người đúng là hiểu nhầm anh. Bọn họ đương nhiên hiểu rõ Dương Bách Xuyên là người như thế nào, sao có thể đuổi người có công lao với Vân Môn đi được. Về phần Lục Tuyết Hy, sau khi nghe Dương Bách Xuyên nói như vậy, cơ thể cô run lên, biết mình đã nghĩ sai, suy cho cùng thì trong những năm nay, cô đã xem mình như một phần của Vân Môn. Từ sâu trong nội tâm, ai cũng sẽ có điểm yếu, Lục Tuyết Hy nhìn thì có vẻ mạnh mẽ nhưng trong lòng cô, tự do chính là một điểm mấu chốt. Hai chị em nghe được câu nói, tôi đã sớm coi hai chị em cô là người thân của Dương Bách Xuyên, trái tim cô sinh ra một dao động rất lớn. Hai chị em họ đã không còn người thân từ rất lâu, đối với họ mà nói, người thân chính là một loại hy vọng. Nhưng hiện tại, Dương Bách Xuyên lại nói đã xem họ là người thân từ lâu, khi anh nói ra câu này, Lục Tuyết Hy cảm nhận được từ ánh mắt của anh, từng câu từng chữ đều là thật lòng. Dương Bách Xuyên không phải chỉ nói suông. Lục Tuyết Hy rơm rớm nước mắt, cô cúi đầu thật sâu hành lễ với Dương Bách Xuyên, chủ nhân, xin lỗi vì Tuyết Hy đã suy nghĩ nhiều. Kể từ khi chủ nhân mang chị em tôi ra khỏi động, đối với chúng tôi mà nói đó là một lần được sống lại. Hôm nay, chị em tôi xin thề, từ nay về sau sống là người Vân Môn, chết là quỷ của Vân Môn, nguyện dốc lòng vì Vân Môn cho đến chết. Dứt lời, hai người quỳ xuống trước mặt Dương Bách Xuyên. Nhanh đứng dậy đi, cô biết tôi không quan trọng mấy nghi thức xã giao này mà, sau này không được suy nghĩ nhiều nữa, cô xem, hai người kia sắp nuốt sống tôi rồi này. Dương Bách Xuyên mỉm cười, anh đỡ Lục Tuyết Hy đứng dậy, nói giỡn với Triệu Nam và Độc Cô Vô Tình. Hai người họ trừng mắt nhìn Dương Bách Xuyên. Đúng thế chị Lục, sau này chúng ta là người một nhà, đều là chị em tốt. Triệu Nam bước lên ôm lấy cánh tay của Lục Tuyết Hy. Độc Cô Vô Tình không nói gì, nhưng trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Có điều, Dương Bách Xuyên nghe Triệu Nam nói như vậy, trong lòng anh lại thấy là lạ, anh tự lẩm bẩm. Vợ cả đã nói như vậy, có phải là đang ám chỉ cho anh không? Ha ha! Ngẫm nghĩ lại, Dương Bách Xuyên hiểu đây là chuyện không thể, hiện tại hai chị em họ Lục là song hồn cộng sinh,
hai thần hồn đều sống trong một cơ thể, có muốn làm gì thì cũng phải đợi bọn họ tách ra, chờ đến khi mỗi người đều có một cơ thể độc lập. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã. Dương Bách Xuyên quay đầu nhìn qua, anh phát hiện Trần Thất Thiên và luyện đan sư của Vân Môn Lão Phương đang bước đến với vẻ mặt đầy kích động. Môn chủ. Hai người họ đã hành lễ với anh từ phía xa. Một số người trong Vân Môn vẫn chưa biết chuyện Dương Bách Xuyên trở về tối hôm qua, sáng nay Triệu Thất Thiên và Lão Phương mới biết được thông qua Lý Đại Nghị, bọn họ liền vội vàng chạy đến đây để gặp Dương Bách Xuyên. Lão Phương, Lão Trần, mau đứng lên. Dương Bách Xuyên vội vàng đỡ bọn họ. Môn chủ, chúng tôi, hai người nhìn thấy Dương Bách Xuyên bình an trở về thì xúc động tới mức nói không nên lời. Chủ nhân. Chủ nhân. Ngay sau đó là Ngô Mặc Thu dẫn theo chị gái Ngô Mặc Hạ và Kiều Phúc tới. Tất cả đều đứng dậy đi, nhanh nhanh. Sau 6 năm xa cách, Dương Bách Xuyên rất mừng khi nhìn thấy những người bạn cũ ở Vân Môn. Nối tiếp là tiếng kêu gào như giết heo, em rể, cuối cùng thì em cũng về rồi. Dương Bách Xuyên nghe được giọng nói này thì khóe miệng nhất thời giật giật, 6 năm rồi mà âm thanh này vẫn quen thuộc như vậy, không còn ai khác ngoài người anh rẻ tiền của Triệu Nam Triệu Vũ Linh. Nhìn sang Triệu Nam, vẻ mặt cô cũng đầy vạch đen, hiển nhiên là Triệu Nam cũng không biết làm thế nào với người anh họ này. Lúc trước, Triệu Nam và Độc Cô vô tình đã nói với anh, muốn để con cháu hai nhà tiến vào Vân Môn tu hành, Dương Bách Xuyên đương nhiên là đồng ý, dù sao thì bọn họ đều là con em thế gia giới võ cổ, có nền tảng cơ bản vững chắc, chỉ cần phẩm hạnh đoan chính thì đều có thể. Triệu Vũ Linh được xem là lớp con em thế gia đầu tiên tiến vào Vân Môn, con hàng này vẫn luôn tự cho mình là anh vợ của Dương Bách Xuyên, vinh váo tự đắc. Ngẩng đầu nhìn, quả nhiên trông thấy Triệu Vũ Linh mang theo vẻ mặt, anh nhớ em muốn chết, chạy như bay đến chỗ Dương Bách Xuyên. Dừng. Dương Bách Xuyên không muốn ôm nhau với một thằng đàn ông to xác như Triệu Vũ Linh. Khụ khụ em rể này, em bình an trở về là tốt rồi, em không biết đó, từ khi em mất tích ở bí địa trường đạo, anh dẫn theo người đào ba tấc đất tìm em ròng rã cả một năm trời. Triệu Vũ Linh ba hoa, bắt đầu kể công với Dương Bách Xuyên. Triệu Vũ Linh, anh có thể câm miệng được không? Anh không thấy phía sau còn những người khác nữa à? Triệu Nam đen mặt, không nhịn được mà mắng người anh họ này. À, anh chỉ tìm em rể ôn chuyện xưa thôi mà. Triệu Vũ Linh khá sợ người em họ Triệu Nam này, nhất là sau khi thân phận của Triệu Nam là vợ cả của môn chủ Vân Môn thì anh ta lại càng sợ cô hơn. Lẩm bẩm một mình, Triệu Vũ Linh cuối cùng xấu hổ đứng sang một bên. Dương Bách Xuyên mỉm cười, biết rõ anh ta muốn kể công. Mặc kệ lời của anh ta có thổi phồng lên không, chỉ cần bây giờ anh ta là đệ tử của Vân Môn, Dương Bách Xuyên đương nhiên sẽ xem Triệu Vũ Linh như người một nhà. Nhìn thấy Triệu Vũ Linh cam chịu, anh hơi buồn cười, nói nhỏ với anh ta, bớt u oán đi, ghi nhận cho anh một công, đợi trở về sẽ cho anh vài thứ đồ tốt. Triệu Vũ Linh nghe vậy thì sáng mắt lên, vội vàng gật đầu. Lúc này từng đoàn người kéo đến xem môn chủ Dương Bách Xuyên trở về. Những người này đại đa số là 86 tán tu mà lũ trước Phong Thiên Nhai đã mang về gia nhập Vân Môn. Nhìn thấy họ, Dương Bách Xuyên lại nhớ đến Phong Thiên Nhai và đại đồ đệ Độc Cô Hối, cả tam đệ tử võ kiếm nữa, hiện tại có lẽ bọn họ đã ở một nơi nào đó ở Sơn Hải Giới, anh chỉ mong ba người họ có thể đi cùng nhau. Những võ cổ giả tán tu này đã không còn như trước nữa, mọi người đã bước vào trúc cơ, trong số người xuất sắc nhất còn đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Điều này khiến Dương Bách Xuyên rất vui vẻ. Sau khi gặp mặt các đệ tử Vân Môn, Dương Bách Xuyên đi rửa mặt ăn cơm rồi đợi mấy người phụ nữ đến. Trạng vạng tối hôm sau, Lâm Hoan, Bộ Thanh Mai, Âm Dương Ngọc Thanh, Ninh Hà và Viên Kim Phượng cũng chạy tới, không phải cô ra nước ngoài mà vì mấy ngày trước đi cùng mẹ tới nhà ông ngoại, sau khi biết được tin Dương Bách Xuyên trở về thì bỏ luôn cả mẹ rồi chạy tới Vân Môn. Bọn họ lần lượt trở về. Đương nhiên không thể tránh khỏi chuyện nam chữ triền miên, bỏ qua không nhắc đến chuyện này, Liễu Linh Linh gọi điện cho Lâm Hoan nói phía công ty bên đó bận quá nên không tới được. Trong lòng Dương Bách Xuyên thở dài, cuối cùng thì cô ấy cũng giống như lão đầu nói, càng ngày càng lạnh nhạt. Mặc dù có chút mất mát nhưng Dương Bách Xuyên cũng không cưỡng ép, chỉ cần cô ấy vui là được, nói công ty bận chỉ là cái cớ mà thôi, Dương Bách Xuyên biết Liễu Linh Linh đang cố ý né tránh anh.
Buổi tối ngày thứ hai, mọi người cũng xem như là đến đông đủ, Dương Bách Xuyên sinh hoạt giống như một người bình thường, một ngày ăn đủ ba nữa, vậy nên anh gọi tất cả mọi người đi ăn. Lưu Thích Kỳ, Lý Đại Nghị, Lão Phương, Trần Thất Tiên, em gái Dương San San, chị em Ngô Mặc Thu cộng thêm Kiều Phúc là ba quỷ tu, Lục Tuyết Hy, Khưu Vân, còn một người được Dương Bách Xuyên đưa về từ đảo Hồng Kông, người con gái có linh căn mang thuộc tính hỏa tô cẩn. Vì là người Dương Bách Xuyên mang về nên thân phận của cô tất nhiên là cao hơn những đệ tử ở Vân Môn, cô vẫn luôn theo cạnh Lão Phương để học luyện đan, ba năm trước đã bái Lão Phương làm sư phụ, mặc dù vai vế nhỏ nhưng bởi vì linh căn đơn hệ thuộc tính hỏa, trời sinh đã là một luyện dược sư, vậy nên cô đã trở thành đệ tử luyện dược sư quan trọng nhất của Vân Môn. Những người còn lại đương nhiên là phụ nữ của Dương Bách Xuyên, ở đây ngoại trừ Liễu Linh Linh không tới thì toàn bộ đã đông đủ. Sau bữa tối, Dương Bách Xuyên đứng dậy nói, mấy năm nay tôi không ở đây, mọi người vất vả rồi, tôi có mang một chút quà nhỏ từ Sơn Hải giới về cho mọi người, ai cũng có phần. Dứt lời, anh vung tay lên, mấy chục quả linh đào xuất hiện trên mặt bàn, linh khí của trời đất khổng lồ, ngay lập tức đã tràn ngập đại sảnh, những người ở đây thấp nhất cũng là trúc cơ sơ kỳ, đương nhiên có thể cảm nhận được linh khí rồi rào tỏa ra từ linh đào, ánh mắt của mọi người đều nóng lên. Đừng khách khí, mỗi người một quả, nhưng không nên vội sử dụng, đợi sau ngày mai tôi sẽ tìm cho mọi người một nơi bồng lai, ở đó bế quan tu luyện là tốt nhất, cụ thể công việc như thế nào thì ngày mai tôi sẽ tuyên bố. Dương Bách Xuyên cười nói. Nghe Dương Bách Xuyên nói như vậy, bọn họ cũng không khách khí, mỗi người lấy một viên. Lúc này, bà nội đột nhiên nói, cháu trai lớn, dìu bà nội về phòng một chút, bà già rồi, trí nhớ không tốt quên mất kính lão rồi. Dương Bách Xuyên nghe nội mình nói vậy thì muốn cười, sau khi anh điều dưỡng cơ thể cho bà nội, mắt của bà đương nhiên sẽ không bị viễn thị, hơn nữa từ trước tới nay mắt của nội anh vẫn rất tốt, có đeo kính bao giờ, rõ ràng là có chuyện muốn nói. Có điều, đương nhiên anh sẽ không nói ra. Sau khi vào phòng, bà nội nói thẳng, lấy đồ trên người con ra đi, tối nay bà nội muốn bàn chuyện kết hôn cho con, hỏi ý kiến của mấy cô bé kia. Dương Bách Xuyên thoáng giật mình. Trong lòng cũng nóng lên, anh thuận tay lấy ra 6 món pháp khí không gian, trong đó có vòng tay, đai lưng không gian, nhẫn, đây đều là chiến lợi phẩm của anh, vốn chuẩn bị cho mấy người phụ nữ của mình. Được rồi, cháu ra ngoài đi, gọi mấy cô bé kia vào đây. Ặc bà nội, cháu, thôi cháu mặc kệ đó. Dương Bách Xuyên vẫn lo lắng không yên. Trong phòng khách, Dương Bách Xuyên thấp thỏm nói chuyện với đám người Lưu Tích Kỳ thi thoảng lại liếc mắt nhìn vào trong phòng bà nội. Sau khi anh ra ngoài thì gọi tất cả bọn họ vào, với tính tình anh dũng của bà nội thì bà cụ sẽ hỏi trực tiếp, mấy người phụ nữ kia có bằng lòng gả cho anh hay không. Dương Bách Xuyên thực sự chột dạ, cũng không biết một chiêu phủ đầu này của bà nội có bị phản tác dụng hay không. Dù sao thì anh cũng rất sợ hãi. Lục Tuyết Hy liếc Dương Bách Xuyên bằng ánh mắt phức tạp, khóe mắt lại liếc về phòng của bà cụ, cô đứng dậy nói muốn đi tu luyện rồi trực tiếp rời khỏi. Ngay sau đó Khưu Vân và Tô Cẩn cũng đi theo. Điều mà Dương Bách Xuyên không phát hiện là, lúc rời đi, ánh mắt của bọn họ đều rất kỳ quái, dù sao thì bây giờ trong lòng anh cũng không còn tâm trạng để nghĩ đến người khác nữa, một lòng chỉ muốn đợi kết quả của bà nội. Hôm nay có được hay không phụ thuộc hết vào bà nội. Chỉ có Lưu Tích Kỳ là phát hiện ra điểm bất thường của Dương Bách Xuyên, anh nhìn về hướng phòng của bà cụ, dường như hiểu ra điều gì. Anh cười gian trá trêu ghẹo nói, Bách Xuyên, cậu không yên lòng như vậy có phải là sợ bà cụ không giải quyết được mọi việc? Đúng thế, Dương Bách Xuyên trả lời trong vô thức, vừa trả lời thì biết mình bị Lưu Tích Kỳ hố, anh chừng mắt nhìn Lưu Tích Kỳ một cái. Ha ha ha, Lưu Tích Kỳ cười lớn, quả nhiên là đoán trúng, anh biết điều bà nội quan tâm nhất là việc cưới xin của Dương Bách Xuyên, tối nay gọi tất cả phụ nữ của Dương Bách Xuyên vào trong như vậy, hiển nhiên là liên quan tới chuyện này. Nào nào, cậu lo lắng cái gì, cậu cho rằng những năm nay bà nội ở chung một chỗ với mấy người phụ nữ kia của cậu là vô ích sao? Bà nội chưa từng yêu cô An Xe với bất cứ ai trong số họ, ai cũng rất hiếu kính với bà cụ, cậu cứ yên tâm đi, nếu như bà cụ đã ra tay thì không có chuyện gì mà không giải quyết được cả, chẳng lẽ cậu không tin bà nội hay sao? Lưu Tích Kỳ cười nói. Dương Bách Xuyên bị từng câu từng chữ của Lưu Tích Kỳ chọc cho đỏ cả mặt, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng. Bà nội đã nắm chắc thì mới dám làm như vậy. Anh phải có lòng tin ở nội anh.
Đây cũng là biện pháp trực tiếp đơn giản nhất lúc này, nếu như thất bại thì anh sẽ tìm cách khác. Nghĩ như vậy, anh cũng thoải mái hơn, không cần phải lo lắng vô ích. Lúc này, Lưu Tích Kỳ vừa cười vừa nói, tôi nói này, dù gì thì cậu cũng đã là cậu của người ta rồi, về được 2-3 ngày cũng không thấy bế con gái tôi, cái này thì cũng thôi đi, nhưng ngay cả gặp mặt cậu cũng không cho, đúng là quá đáng. Dương San San vội vàng gật đầu phụ họa, đúng đó, anh không quan tâm tới con gái của em rồi, cái tư cách làm cậu này xem ra anh không hợp rồi. Con nhóc này, sao em có thể như vậy được, vừa gả cho người ta đã bắt đầu giúp người ngoài rồi à? Lưu Thiết Đản cho em uống thuốc mê gì rồi? Dương Bách Xuyên nhìn em gái mình và Lưu Thích Kỳ, hai vợ chồng kẻ sướng người họa. Anh lại có chút ghen tức. Ha ha ha. Mọi người trên bàn ăn đều cười vang. Dương Bách Xuyên quả thật là xấu hổ, bởi vì anh vẫn chưa gặp cháu ngoại mình. Nhận lấy bé gái vừa sinh đầy tháng từ trong tay Lưu Tích Kỳ, Dương Bách Xuyên cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong ngực, lúc này anh mới nhìn kỹ, phát hiện đường nét gương mặt của bé con rất tinh xảo, đôi mắt đen láy như phát sáng, tràn đầy linh khí, cháu gái anh giống như búp bê sứ, cực kỳ đáng yêu. Vừa ôm vào ngực, bé con đã cười với anh. Trẻ con vừa sinh đã có linh tính, nhưng dần lớn lên thì linh khí này sẽ biến mất. Linh khí thiên thiên mà cháu ngoại mang lại cho anh lại vô cùng tràn đầy, nếu như hiện tại tẩy tủy cho bé con, sau đó dung hợp linh khí thiên thiên vào, vậy thì tương lai cháu anh sẽ trở thành hạt giống của thiên thiên tu đạo, thành tựu vô hạn, sau này còn có thể tránh được bệnh tật. Nghĩ đến đây, trong lòng Dương Bách Xuyên đã nảy ra một chủ ý, anh có quà gặp mặt cho cháu gái. Dương Bách Xuyên mỉm cười nhìn về phía Lưu Tích Kỳ và em gái mình, số mệnh của đứa nhỏ này còn may mắn hơn cả hai người cộng lại. Đêm nay để Tiểu Mạn Mạn ở lại chỗ anh đi. Anh đùa cái gì thế, Tiểu Mạn Mạn vừa mới đầy tháng, đàn ông như anh biết chăm sóc trẻ con sao? Hiển nhiên là Dương San San không tin tưởng người anh trai này. Dương Bách Xuyên buồn bực nói, không để anh trông thì em đừng có mà hối hận nhé. Để anh trông em mới hối hận ấy. Dương San San dứt lời, định ôm lấy con gái mình từ tay Dương Bách Xuyên. Lúc này, trong vô số người cũng chỉ có Lưu Thích Kỳ xem như là hiểu ý của Dương Bách Xuyên, nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của Dương Bách Xuyên, anh lập tức hiểu được, người cậu này định tặng thứ gì cho cục cưng của mình, anh lên tiếng ngăn cản Dương San San, ôi, San San em đừng xúc động, tối nay cứ để Bách Xuyên chăm sóc cho con gái đi, dù sao thì cũng chỉ một buổi tối thôi mà, làm cậu chẳng nhẽ còn có thể tệ bạc con gái chúng ta sao? Lưu Thích Kỳ cố ý nhấn mạnh hai từ, tệ bạc, sau đó nháy mắt với cô vợ San San. Dương San San thấy Lưu Thích Kỳ nháy mắt với mình thì lập tức hiểu ra, cô cũng không phải kẻ ngốc, chỉ vì quá quan tâm con gái nên mới vậy. Nhưng hiện tại cô đã hiểu, anh trai mình không phải là người thường, vô duyên vô cớ lại muốn giữ con gái mình lại một đêm, chắc chắn là có món quà đặc biệt cho con gái mình. Cô quay sang nhìn Dương Bách Xuyên cười, hi hi, anh, em chỉ đùa với anh thôi, đêm nay Tiểu Mạn Mạn ở lại chỗ anh nhé, Thiết Đản chúng ta về thôi. Dứt lời. Giống như sợ Dương Bách Xuyên đổi ý, cô vội vàng kéo tay Lưu Thích Kỳ đi mất. Dương Bách Xuyên trợn tròn mắt, con bé này lật mặt đúng nhanh thật đấy. Vợ chồng Lưu Thích Kỳ rời đi, đám người Lý Đại Nghị cũng đứng dậy đi ra ngoài. Để lại Dương Bách Xuyên ôm cháu gái cười khổ, anh nhìn bé con đang cười với anh, Dương Bách Xuyên cũng cười theo, mẹ con vẫn giống hệt như lúc nhỏ, bây giờ con gái lại hướng ngoại. Ai bảo mẹ con là em gái của cậu chứ, hôm nay cậu sẽ tặng cho Tiểu Mạn Mạn một món quà lớn. Dứt lời, Dương Bách Xuyên nhìn về phòng của bà nội, vẫn chưa có ai ra ngoài, anh dứt khoát ôm cháu ngoại về phòng của mình, tâm khẽ động, một giây sau hai người đã xuất hiện bên trong không gian càn khôn. Đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên tới đây từ sau khi bình càn khôn cắn nuốt linh hồn của La Phù. Anh biết, mỗi lần bình càn khôn cắn nuốt lực lượng, nhất định sẽ thăng cấp. Cũng không biết, bây giờ bình càn khôn có điều gì gây bất ngờ cho anh không? Anh chỉ biết số lượng nước sinh mệnh tăng từ 6 lên 9 giọt, nhưng Dương Bách Xuyên luôn có cảm giác, bình càn khôn cắn nuốt linh hồn La Phù không đơn giản chỉ thay đổi nước sinh mệnh, có lẽ là còn những thứ khác nữa. Nhìn xung quanh một lượt anh vẫn chưa phát hiện ra thay đổi chỗ nào, phía xa xa vẫn là một ngọn núi linh đào, trước mắt là hồ cá rồng. Hồ cá rồng là cái tên tự đặt. Thật ra đây là một con suối sản sinh ra đá sinh mệnh và nước sinh mệnh,
Sau vài lần thăng cấp thì con suối này biến thành một cái hồ, bởi vì thật sự có cá rồng nên Dương Bách Xuyên mới lấy tên là hồ cá rồng. Thoạt nhìn thì có vẻ như không có gì thay đổi, nhưng anh cảm giác lần này, bình càn khôn đã thay đổi rất lớn, có lẽ là lại xuất hiện thiên tài địa bảo gì đó giống như nước sinh mệnh và linh đào, chỉ là Dương Bách Xuyên tạm thời mất đi tu vi nên nhất thời không phát hiện được. Không phát hiện được thì thôi vậy, dù sao thì mục đích anh vào đây là để tặng quà gặp mặt cho cháu gái, sau này từ từ xem biến đổi của bình càn khôn là được, hiện tại anh cũng có thời gian. Còn quà gặp mặt cho cháu gái nhỏ chính là giúp tiểu mạn mạn tẩy tủy, dung hợp linh khí tiên thiên và giữ lại bên trong cơ thể, đặt nền tảng vững chắc cho việc tu luyện sau này. Dương Bách Xuyên dùng nước sinh mệnh để tẩy tủy cho cháu gái mình. Dùng một thiên tài địa bảo có thể cứu sống được mạng của người khác để tẩy tủy cho một bé gái, dường như có chút lãng phí, nhưng... ai bảo tiểu mạn mạn là cháu gái anh cơ chứ? Anh cũng muốn vung tay một lần. Tâm khẽ động. Anh tìm một chiếc thùng lớn, lấy 8 phần từ hồ cá rồng nước đổ vào trong thùng, sau đó nhỏ nước sinh mệnh để hòa vào nước. Để cháu gái tẩy tủy không phải chịu đau đớn từ nước sinh cơ chi lực, Dương Bách Xuyên lại đến vườn thuốc tìm mấy loại linh dược để điều chỉnh linh khí và vô hiệu hóa sức mạnh từ nước sinh mệnh, anh thả linh dược vào trong thùng. Lúc này mới từ từ đặt tiểu mạn mạn vào trong cái thùng lớn, dù sao cũng là trẻ con. Lại là cháu gái nên Dương Bách Xuyên không dám lơ là chút nào, anh nhìn chằm chằm để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. May mà tiểu mạn mạn không hề xảy ra cảnh tượng khác thường nào, từng chút nước sinh mệnh bắt đầu tiến vào trong cơ thể bé con, bắt đầu tẩy tủy. Mọi chuyện đều bình thường, có lẽ là do công dụng của nước sinh mệnh quá thần kỳ, trong chốc lát tiểu mạn mạn đã ngủ say trong thùng nước, Dương Bách Xuyên mỉm cười, anh nâng đầu nhỏ lên sợ bé con bị sặc nước. Để cho cháu gái của anh ngủ ngon hơn. Từng giây từng phút trôi qua, ở một thời điểm nào đó, bằng mắt thường Dương Bách Xuyên có thể nhìn thấy quầng sáng màu trắng sữa mờ nhạt trên cơ thể của tiểu mạn mạn. Linh khí từ khắp nơi trong bình càn khôn chậm rãi tụ lại, tiến vào trong cơ thể của tiểu mạn mạn, cảnh này khiến Dương Bách Xuyên giật mình, sau đó anh cười vang lên, đây. Đây là dấu hiệu của tiên thiên trúc cơ. Dưới tác dụng của nước sinh mệnh, linh khí tiên thiên đã hoàn toàn được giữ lại trong cơ thể của tiểu mạn mạn, nhưng cũng vì vậy mà khiến cho tiểu mạn mạn nhà anh có dấu hiệu trúc cơ. Điều này khiến Dương Bách Xuyên cực kỳ vui vẻ. Tâm khẽ động, giọt nước sinh mệnh thứ hai bay vào trong thùng nước, nếu như cháu ngoại đã có dấu hiệu tiên thiên, lực lượng hiện tại là không đủ. Tiên thiên trúc cơ là tu vi trực tiếp nhảy qua luyện khí kỳ, bởi vì tiên thiên chi khí giống như là luyện khí, cấp độ tiếp theo chính là trúc cơ. Thời gian dần trôi qua, lực lượng của giọt sinh mệnh lần thứ hai đã bị tiểu mạn mạn hấp thụ. Đây không chỉ là trúc cơ sử dụng, đa phần lực lượng đang không ngừng tẩy tủy cơ thể cho tiểu mạn mạn, kinh mạch gân cốt của bé con ngày càng mạnh mẽ, có thể tưởng tượng, tương lai đứa trẻ này sẽ có thiên phú như thế nào, ngay cả Dương Bách Xuyên cũng có chút ghen tị. Sau khi hấp thụ xong giọt thứ hai, tiên thiên trúc cơ của tiểu mạn mạn vẫn chưa hoàn thành. Giọt thứ tư, thứ năm. Mãi tới khi hấp thụ xong giọt thứ bảy, trong cơ thể của tiểu mạn mạn mới phát ra một tiếng vang nặng nề, Dương Bách Xuyên biết cuối cùng thì tiên thiên trúc cơ của cháu gái mình cũng hoàn thành. Lúc này, cơ thể bé còn tỏa ra một vầng sáng trong suốt, kinh mạch gân cốt trải qua một lần được tẩy rửa, cảm nhận được năng lượng dao động trên người bé con, đột nhiên trong đầu của Dương Bách Xuyên lóe lên một hình ảnh. Anh nhất thời cười phá lên. Không thể nghi ngờ. Cháu gái anh hiện tại đã là một tu chân giả tiên thiên trúc cơ, đương nhiên không thể sử dụng bất kỳ loại pháp lực nào, đợi sau này lớn lên, con đường tu chân của bé con sẽ được trải sẵn, tiền đồ vô hạn. Điều thú vị hơn là, cháu gái của anh hiện tại đã có sức mạnh của trúc cơ, trong đầu Dương Bách Xuyên nghĩ đến cảnh Lưu Tích Kỳ bế con gái mình, bỗng chốc bị con bé con vung tay đánh bay ra ngoài, nhất định Lưu Tích Kỳ sẽ rất hoảng hốt. Ai mà ngờ. Bên trong cơ thể của một bé con vừa đầy một tháng đã có sức mạnh của một trúc cơ, hơn nữa còn là tiên thiên trúc cơ, cao hơn rất nhiều so với một trúc cơ thông thường. Có thể đợi đến khi bé con biết đi, sau đó dần hiểu được cách sử dụng sức mạnh trong cơ thể thì sẽ biết, bé con có loại lực lượng đáng sợ như thế nào. Mục đích ban đầu của Dương Bách Xuyên là tẩy tủy cho cháu ngoại, để cho bé con trưởng thành mà không bị bất cứ bệnh tật nào, nhưng không ngờ sau khi nước sinh mệnh đạt tới 9 giọt. Sức mạnh bên trong cũng được tăng cao, hơn nữa còn giúp cháu gái anh tiến thẳng vào tiên thiên trúc cơ.
tẩy tủy bằng 7 giọt nước sinh mệnh, ngay cả người cậu như Dương Bách Xuyên cũng không thể nào tưởng tượng, tương lai bé con nhà anh sẽ có tiềm tàng như thế nào. Hiện tại, đừng nói tới bị bệnh, nói cơ thể của cháu gái anh là một tiểu kim cang cũng không quá. Dù sao thì chỉ cần nghĩ đến sau này Lưu Tích Kỳ sẽ phải đau đầu, Dương Bách Xuyên lại không nhịn được mà cười lớn. Anh chế nhạo Lưu Tích Kỳ, nhưng quên mất bé con cũng là cháu ngoại của mình, sau này người phải đau đầu chính là anh, đương nhiên đây là chuyện của sau này. Sau khi bé con hoàn thành trúc cơ liền ngủ thiếp đi trong thùng, Dương Bách Xuyên lấy một cái chăn đắp cho bé con, anh cũng không vội ra khỏi bình càn khôn, anh muốn xem lần này bình càn khôn rốt cuộc đã thay đổi cái gì. Đi quanh một vòng, đầu tiên là đến núi Linh Đào, trên núi trồng 9 cây linh đào đầy quả, tất cả đều đã chín, Dương Bách Xuyên phất tay hái xuống, mỗi một cây thu hoạch được 81 quả, cộng thêm 9 quả trên cây mẹ, tổng là 90 quả. Dương Bách Xuyên để riêng 9 quả trên cây mẹ ra, bởi vì anh phát hiện chỉ có quả linh đào trên cây mẹ mới có thể nâng cao được một cảnh giới lớn, ví dụ như luyện khí kỳ sẽ trực tiếp lên trúc cơ kỳ. Đây là một điều rất khó, hơn nữa còn có thể từ trúc cơ tăng lên kim đan, vì vậy quả linh đào trên cây mẹ rất quý giá. Đương nhiên, muốn tăng được một cảnh giới lớn thì cũng phải xem tư chất, không phải ai dùng quả linh đào cũng sẽ có tác dụng như vậy. Còn những cây linh đào khác của anh đều là mọc từ hạt của cây mẹ, nhiều nhất chỉ có thể tăng một cảnh giới nhỏ, tác dụng lớn nhất là dùng để bổ sung linh khí, giống như là đan dược, loại này cũng rất hiếm. Tối qua, Dương Bách Xuyên đã tặng hết toàn bộ linh đào mà mình đã tích được, hiện tại anh sẽ đưa những quả vừa mới thu hoạch vào Vân Môn để làm phần thưởng cho các đệ tử bình thường. Lúc trước anh nghĩ mình sẽ trồng rất nhiều cây linh đào, dù sao thì có nước sinh mệnh tưới cây là được. Nhưng sau khi trồng được 9 cây thì không trồng nổi câu thứ 10 nữa. Dương Bách Xuyên biết 9 cây là tối đa, có thể núi linh đào và cây mẹ cũng có hạn chế. Có điều, nghĩ lại cũng đúng, loại thiên tài địa bảo như vậy, trồng được 9 cây đã xem như là may mắn lắm rồi, anh sẽ không tham lam. Núi linh đào cộng thêm cây mẹ là 10 cây, có nguồn năng lượng của nước sinh mệnh tưới cây, anh sẽ thường xuyên được thu hoạch linh đào. Đây có thể xem như là may mắn lớn nhất mà bình càn khôn mang lại cho anh. Núi linh đào không có thay đổi gì, Dương Bách Xuyên đi thăm vượng tử, phát hiện nó vẫn đang ngủ say tiến hóa, nhưng khí tức tản ra đã tăng nhiều so với mấy năm trước, có lẽ là tiến hóa huyết mạch cũng sắp xong rồi. Sau khi quan sát một vòng bình càn khôn, Dương Bách Xuyên cũng không phát hiện ra thay đổi chỗ nào, vẫn giống hệt như lúc trước, xung quanh là một mảnh hỗn độn, khiến cho người ta lúc nào cũng sẽ mơ tưởng viễn vông. Anh muốn biết phía sau không hỗn độn này còn có cái gì nữa. Cuối cùng, Dương Bách Xuyên trở lại điểm bắt đầu hồ cá rồng. Nhìn qua thì hồ cá rồng không có gì thay đổi cả, vẫn rộng lớn như vậy, đá sinh mệnh giữa con suối vẫn tràn đầy sức sống, phía trên còn dư lại 2 giọt nước sinh mệnh, 7 giọt đã dùng để tẩy tủy cho cháu gái anh. Bổ sung đầy đủ nước sinh mệnh cần 9 ngày, mỗi một giọt là 1 ngày 1 đêm. Nhìn hồ cá rồng, Dương Bách Xuyên nhíu mày, anh luôn có cảm giác hồ cá rồng hôm nay có chút khác thường. Đứng quan sát một lúc, cơ thể Dương Bách Xuyên chấn động, đột nhiên anh nghĩ tới chỗ nào đó không đúng. Hồ cá rồng bình thường, nhưng lại không bình thường. Trước kia anh tiên vào, cá rồng trong hồ sẽ phát hiện ra đầu tiên, nhất là cá rồng đầu đàn khổng lồ kia sẽ bơi xung quanh anh. Vậy mà hôm nay, anh đã vào lâu như vậy nhưng lại không thấy con cá nào. Chứ đừng nói đến cá rồng vương. Cảm giác lần này bình càn khôn tiến thăng cấp sẽ có biến hóa, nước sinh mệnh từ 6 lên 9 giọt, chất lượng nước cũng cao hơn, ngoại trừ điều này thì anh cũng không phát hiện ra điều gì nữa. Nhưng linh cảm nói cho Dương Bách Xuyên biết, sau khi bình càn khôn cắn nuốt sức sống của La Phù Chi Linh, nhất định không chỉ có như vậy. Lại nhìn quanh một vòng, toàn bộ không gian bình càn khôn không có thay đổi gì nhiều, nhớ đến cá rồng trong hồ. Dương Bách Xuyên lại cảm thấy sai sai. Mặt nước hồ cá rồng phẳng lặng, không có một con cá nào. Đây là một hiện tượng không bình thường. Anh đã nuôi mấy chục con cá rồng trong hồ, sao lại không thấy con nào được? Nhìn mặt hồ, ngay cả bọt nước cũng không nổi lên. Điều này khiến Dương Bách Xuyên có một dự cảm xấu, anh đoán chẳng lẽ... Lần này bình càn khôn thăng cấp sau khi cắn nuốt La Phù Chi Linh thì tất cả những sinh vật ngoại lai đều sẽ bị tiêu diệt. Nhưng điều này là không thể, nếu như bình càn khôn muốn trục xuất những sinh linh ngoại lai,
vậy thì vượng tử cũng bị đuổi mới đúng, nhưng vượng tử vẫn đang yên lành, tiến hóa huyết mạch trên núi Linh Đào. Cá rồng ở hồ lại giống như biến mất không để lại dấu vết, điều này khiến Dương Bách Xuyên hơi lo lắng. Không nói đến cá rồng bình thường, anh đã nuôi con cá rồng vương đó rất nhiều năm, luôn có cảm tình với nó. Thoáng cái đã biến mất không thấy, trong lòng Dương Bách Xuyên không thể nào thoải mái được. Bây giờ chỉ có hai khả năng, một là toàn bộ cá rồng đã bị bình càn khôn bài trừ, hai là bọn chúng đều núp ở dưới đáy hồ. Dương Bách Xuyên nghĩ khả năng sau có vẻ khách quan hơn, dù sao thì cá rồng nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng điều khiến Dương Bách Xuyên buồn bực hơn là, mặc dù anh là chủ nhân của bình càn khôn, có thể giữ hoặc thả bất cứ thứ gì từ trong bình, nhưng lại không cách nào thao túng được bình càn khôn, anh chỉ là một chủ nhân trên danh nghĩa. Khác hoàn toàn với La Phù Động Thiên, anh có thể tùy ý điều khiển tất cả bên trong La Phù Động Thiên. Nhưng ở trong bình càn khôn huyền bí thì đừng mơ nghĩ tới. Nếu không, đối mặt với hồ cá rồng, nếu muốn biết thì anh chỉ có cách lặn xuống hồ xem. Không thấy cá rồng, Dương Bách Xuyên rất lo lắng, anh cởi quần áo nhảy vào trong hồ, mặc dù tu vi tạm thời mất đi nhưng lặn xuống nước thì không thành vấn đề. Mấy phút sau, Dương Bách Xuyên lặn sâu xuống hơn 10 mét, loáng thoáng nhìn thấy dưới đáy hồ cá rồng xuất hiện vầng sáng nhạt nhạt. Khoảng cách vẫn còn 10 mét, Dương Bách Xuyên hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống, khi anh đến gần vầng sáng kia, cuối cùng cũng nhìn rõ được nguồn sáng. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng Dương Bách Xuyên choáng ngợp, anh nhìn thấy một cung điện tráng lệ sừng sững dưới đáy hồ cá rồng. Chẳng lẽ đây là sự thay đổi của bình càn khôn sau khi cắn nuốt La Phù Chi Linh? Dương Bách Xuyên nhìn về phía cung điện dưới đáy hồ lẩm bẩm nói. Cung điện trước mắt cao chừng hơn 10 trượng. Diện tích tầm vài trăm thước, cung điện tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Quả thực là rung động. Dương Bách Xuyên chưa bao giờ nghĩ tới, dưới đáy hồ cá rồng lại có một cung điện như vậy, anh thầm nghĩ, hôm nay cá rồng không xuất hiện chắc chắn là có liên quan tới cung điện này. Dương Bách Xuyên tiếp tục bơi theo dòng nước, khi nhìn thấy cửa cung, nhìn thấy cánh cửa cung điện đang đóng chặt, không hiểu sao trong lòng anh lại có chút dao động. Cũng không biết bên trong cung điện này có gì. Cá rồng có ở bên trong không? Mang theo suy đoán của mình, Dương Bách Xuyên bơi đến trước cửa cung điện, lúc anh vươn tay đẩy cửa, đột nhiên hai cánh tay giống như xuyên thấu qua một tầng ngăn cách. Trong lúc ngẩn người, Dương Bách Xuyên phát hiện cung điện này có một tầng năng lượng giống như kết giới, nhưng lại không phải là năng lượng. Hơn nữa lại không hề ngăn cản anh. Có điều nghĩ lại cũng đúng, nơi này là bên trong không gian càn khôn. Mặc dù anh chỉ sử dụng bình càn khôn như một không gian để chứa đựng đồ vật, nhưng dù sao thì bình càn khôn cũng đã dung hợp với cơ thể, anh là chủ nhân của bình càn khôn, dù cho nơi này có kết giới gì thì cũng không ngăn cản người chủ nhân này. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên xuyên qua tầng kết giới trong suốt, giây sau anh đã vững vàng đứng trước cửa cung điện. Ở đây không có nước, có thể tự do hít thở, linh khí vô cùng dồi dào. Đứng trước cánh cửa lớn. Chân dẫm lên mặt sàn bằng ngọc trắng, Dương Bách Xuyên nhìn phía sau, anh phát hiện toàn bộ hồ cá rồng đều bị ngăn cách sau lưng. Đây là một tầng năng lượng ngăn cách giống như lớp thủy tinh trong suốt, cả tòa cung điện này đều bị tầng năng lượng này bao phủ. Nước nhỏ giọt khắp người, Dương Bách Xuyên cười khổ, không có tu vi ngay cả tránh nước cũng không thể sử dụng được. Lấy lại bình tĩnh, anh nhìn về cửa cung điện đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, Dương Bách Xuyên không hề do dự mà đẩy cửa. Dù sao thì đây cũng là xuất hiện bên trong không gian càn khôn, anh cũng không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì, anh luôn có cảm giác nơi này không có nguy hiểm. Ầm ầm ầm. Cửa cung điện có vẻ nặng nề bị Dương Bách Xuyên đẩy ra, bên trong lóe lên một tia sáng lấp lánh, anh nhắm hai mắt lại theo bản năng. Qua một lúc, cảm thấy ánh sáng chói lóa đã biến mất, Dương Bách Xuyên mở hai mắt, nhưng cảnh tượng nhìn thấy lại khiến anh choáng váng, trừng mắt nhìn. Toàn bộ nơi này đều là cá rồng. Cảnh tượng trước mắt đủ làm cho Dương Bách Xuyên chấn động, cá rồng trong hồ đều do anh đích thân bắt từ hồ tiên nữ ở quê rồi mang vào bình càn khôn thả. Số lượng ban đầu không vượt qua 60 con. Trong số đó, cá rồng vương được nuôi dưỡng bằng nước sinh mệnh nên mới đạt được đến chiều dài 3 thước. Ngoại trừ lần đầu tiên, anh chưa bao giờ cho những con cá khác sử dụng nước sinh mệnh. Nhưng hiện lại nhìn quy mô của đàn cá rồng trước mặt, có đến hàng trăm con lớn nhỏ.
Số lượng nhiều thì anh có thể hiểu, cá rồng đã sống trong không gian càn khôn nhiều năm, sinh sôi nảy nở ra số lượng gấp đôi cũng là điều bình thường. Điều khiến Dương Bách Xuyên không thể tin nổi là, trên cơ thể của 9 con cá rồng lại có màu vàng kim lấp lánh, bọn chúng đều dài tới 3 mét. Lẽ nào xuất hiện 9 cá rồng vương? Hoặc là những con cá này cũng uống trộm nước sinh mệnh của anh? Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Bách Xuyên cảm thấy chuyện này không thể xảy ra, nước sinh mệnh trên đá được bảo vệ bằng một sức mạnh vô hình, chỉ có chủ nhân của bình càn khôn mới có thể dùng, cá rồng không thể lấy của anh được. Nhưng, nếu không phải cá rồng lén uống trộm nước sinh mệnh, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện thêm 9 con dài 3 thước như vậy được, tất cả đều giống hệt cá rồng vương. Khả năng hợp lý nhất là bình càn khôn thăng cấp sau khi cắn nuốt La Phù Chi Linh. Nguyên nhân lớn là do bình càn khôn lần này đã tạo ra sự xuất hiện của 9 con cá rồng vương. Trừ cái đó ra, Dương Bách Xuyên cũng không nghĩ ra được lý do nào nữa. Điều khiến Dương Bách Xuyên thầy kỳ quái hơn chính là trong 9 con cá rồng vương này không hề có cá rồng vương mà anh đã cho uống nước sinh mệnh. Bởi vì anh nhớ rất rõ hơi thở của con cá rồng vương kia, chắc chắn không phải 9 con này. Không thấy cá rồng mà mình muốn tìm. Vậy con cá đó đi đâu rồi? Nhìn đàn cá bơi lội trong cung điện, tâm khẽ động, Dương Bách Xuyên đi thẳng về phía trước. Lúc này trước mắt anh, 9 con cá rồng đang bơi thành hình vòng trong, một số cá nhỏ hơn cũng đang bơi xung quanh. Mà trung tâm vòng tròn rõ ràng có một không gian, những con cá rồng này giống như đang bảo vệ thứ gì đó. Không phải là cá rồng vương đó chứ? Nghĩ như vậy, Dương Bách Xuyên đi tiếp về phía trước. Mặc dù Dương Bách Xuyên là người nhưng anh cũng là chủ nhân của không gian càn khôn, mà những con cá này là do anh nuôi bên trong không gian, Dương Bách Xuyên đi tới cũng không dọa tới đàn cá rồng, bọn chúng vẫn bơi thành hình vòng tròn. Dương Bách Xuyên bước từng bước đến, xuyên qua đàn cá, anh đi vào vòng tròn được cá rồng vương vây quanh. Giây sau, Dương Bách Xuyên mở to mắt, anh nhìn thấy thứ mà đàn cá đang bảo vệ là một không gian rộng chừng 16-17 mét vuông. Bên trên là một cái đài cao hơn 3 mét, có bậc thang bằng ngọc trắng dẫn lên, trên cùng có một ngai vàng sáng lấp lánh. Lúc này quả thật có một người phụ nữ đang lộ nửa người nằm nghiêng, một tay đỡ lấy đầu trên ngai vàng. Chính xác mà nói thì đây là một người cá, mỹ nhân cá rồng. Dương Bách Xuyên đứng dưới bậc thang, phát hiện ra ngai vàng trên cao, anh không hề sợ hãi mà chạy ra khỏi bầy cá rồng, 9 cá rồng vương coi như không nhìn thấy sự xuất hiện của Dương Bách Xuyên. Bọn chúng vẫn tiếp tục bơi quanh vòng tròn. Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm, chỉ thấy người cá đang nằm ngủ trên ngai vàng, nửa người phía dưới là một cái đuôi rất lớn, trên đuôi có đầy vảy cá màu vàng tím lấp lánh. Đưa mắt nhìn lên, phần trên cơ thể hoàn toàn là dáng vẻ của con người. Mấu chốt là anh nhìn thấy cảnh tượng chảy máu mũi, thân trên không mặc bất cứ thứ gì ngoại trừ mái tóc dài màu vàng kim che đi vài chỗ bí ẩn trước ngực. Nhưng chính kiểu che đậy này lại khiến cho trí tưởng tượng của Dương Bách Xuyên bay xa, đúng là hình ảnh làm cho người ta muốn phạm tội. Tim đập loạn xạ, Dương Bách Xuyên rời tầm mắt tiếp tục nhìn lên trên, anh thấy một gương mặt đẹp tuyệt trần hiếm có. Nhìn thoáng qua, đột nhiên Dương Bách Xuyên cảm thấy có chút quen mắt, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, trên trán của người cá xuất hiện cặp sừng dài màu trắng sữa. Đây chính xác là cá hóa rồng, huyết mạch phản tổ. Sau khi nhìn rõ người con gái nằm trên ngai vàng, đột nhiên anh nghĩ ra. Không ngờ có một ngày dưới đáy hồ cá rồng lại xuất hiện một tòa cung điện, cá rồng sẽ bơi vào cung điện, bên trong cung điện lại còn có ngai vàng, cả một người cá có nhan sắc báu vật, lộ nửa người nằm trên ngai vàng. Lúc này, anh có chút hiểu rõ, tất cả những chuyện này chắc chắn có liên quan tới việc bình càn khôn cắn nuốt La Phù Chi Linh. Lần thăng cấp này của bình càn khôn. Mặc dù không xuất hiện bảo vật thế gian như linh đào hay là nước sinh mệnh, nhưng lại khiến cho cá rồng hóa hình. Người cá xinh đẹp trên ngai vàng trước mắt, Dương Bách Xuyên rất quen thuộc với hơi thở này, đây chính xác là cá rồng vương mà Dương Bách Xuyên đã cho uống nước sinh mệnh lúc trước. Không ngờ có một ngày nó lại hóa hình. Chẳng trách hôm nay anh vào không gian càn khôn lâu như vậy mà không có một con cá rồng nào xuất hiện, hóa ra bọn chúng đều bơi vào cung điện. Canh giữ bên cạnh người cá hóa hình. Không ngờ cá rồng vương được anh cho uống nước sinh mệnh lúc trước, sau khi bình càn khôn nâng cấp lại hóa hình thành một người cá xinh đẹp như vậy.
nhìn người cá đang lộ nửa người nằm nghiêng trên ngai vàng, Dương Bách Xuyên không nhịn được mà bước lên bậc thang, anh muốn nhìn kỹ, người cá có vận may như vậy có gì khác? Vì sao lại mang lại cho anh một cảm giác quen thuộc như vậy? Leo lên bậc thang đứng cách người cá 3 mét, lúc này Dương Bách Xuyên xem như nhìn rõ gương mặt tuyệt đẹp của người cá. Sau khi nhìn rõ, đầu óc Dương Bách Xuyên bỗng nhiên trống rỗng, anh chưa bao giờ nghĩ tới, đây là một gương mặt quen thuộc. Một người quen cũ xuất hiện trước mặt anh. Dương Bách Xuyên không ngờ, sau khi chết đi còn có cơ hội được gặp lại, trái tim run lên, vành mắt anh đỏ hoe. Mà ngay lúc này, người cá trên ngai vàng mở hai mắt ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nước mắt lưng tròng. Chị Mai, giọng nói của Dương Bách Xuyên run run, mang theo nghi vấn. Anh không ngờ sau khi mở mắt ra, mỹ nhân cá rồng trước mặt chính là chị Mai mà mình quen ở Hồng Kông hồi trước, cũng là chị Mai vì anh mà chết kia. Lúc đó chị Mai bị bắt cóc, người nhà họ Hồng yêu cầu anh đến hầm mỏ bỏ hoang rồi cho nổ hầm mỏ. Trong vụ nổ lần ấy, vào thời khắc cuối cùng anh được bình càn khôn hút vào trong không gian bình càn khôn nên không mất mạng, nhưng lại tận mắt nhìn thấy chị Mai hóa thành cho bụi. Vậy mà bây giờ mỹ nhân cá rồng ngồi trên ngai vàng lại giống hệt chị Mai, anh không kìm được cất tiếng gọi chị Mai. Nhóc Xuyên, chúng ta lại gặp nhau rồi. Mỹ nhân cá rồng trên ngai vàng đứng dậy, giọng nói quen thuộc. Không phải chị Mai thì là ai? Nhưng Dương Bách Xuyên lại mờ mịt không hiểu tại sao chị Mai lại biến thành mỹ nhân cá rồng. Rõ ràng là lúc đó anh nhìn thấy chị Mai tan thành cho bụi trong vụ nổ, nhưng bây giờ đối phương lại xuất hiện trong không gian bình càn khôn của mình, hơn nữa còn hóa thành cá rồng, mà nói chính xác hơn là dáng vẻ nửa người nửa yêu. Chị Mai, là chị thật sao? Dương Bách Xuyên hỏi bằng giọng điệu không dám tin. Lúc này, mỹ nhân cá rồng cũng tức là chị Mai đứng dậy. Hai mắt rưng rưng, mỉm cười đáp, là chị đây. Giọng nói của chị Mai hơi run rẩy, cho thấy lúc này chị ấy cũng không bình tĩnh, nói đúng ra là kích động. Kích động vì gặp lại người xưa. Chị Mai. Dương Bách Xuyên cũng không kìm lòng được nữa, bước tới cầm hai tay chị Mai. Năm đó chị Mai vì anh mà chết, mặc dù sau này anh đã giết gần như cả nhà họ Hồng để báo thù cho cô ấy. Nhưng tận sâu đáy lòng anh vẫn áy náy với đối phương. Cũng vì áy náy nên lúc ở bí địa Trường Bạch, Dương Bách Xuyên đã tiếp cận em gái của chị Mai là Mai Thi Dĩnh phái Nga Mi để bù đắp. Nhưng hôm nay anh phát hiện chị Mai vẫn còn sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mình, thật sự là anh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Nhóc Xuyên đừng áy náy, chuyện ở hầm mỏ năm đó chị không trách em, đó là kiếp nạn của chị. Bây giờ chị đã có cuộc sống mới, em nên cảm thấy vui mới phải. Mỗi lần em vào đây đều tự trách mình vì chuyện của chị, lúc đó chị không thể nói chuyện, chỉ có thể quanh quẩn bên cạnh em, chọc cho em vui vẻ. Hiện tại chị chính thức nói với em rằng em hãy buông xuống lòng áy náy, chị Mai chưa từng oán hận em. Như bây giờ cũng tốt lắm, hóa thành cá rồng cũng là vận may của chị. Lúc này chị Mai hóa thành mỹ nhân cá rồng khẽ quẫy đuôi đến gần Dương Bách Xuyên, tươi cười nói. Dương Bách Xuyên nghe cô ấy nói vậy bỗng hiểu ra. Thảo nào mỗi lần anh tiến vào không gian bình càn khôn đều cảm thấy vua cá rồng như từng quen biết. Thì ra vua cá rồng hồi trước anh từng cho uống nước sinh mệnh chính là chị Mai. Chị Mai, lẽ nào lúc ấy sau khi chết, Dương Bách Xuyên hỏi. Chị Mai mỉm cười nói, lúc đầu chị cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ là sau khi hầm mỏ nổ tung, trước mắt tối sầm lại rồi mất đi ý thức. Khi tỉnh lại. Chị phát hiện ra mình đã biến thành một con cá rồng, vật vờ trong một hoàn cảnh xa lạ. Nói thật là lúc đó chị sợ hết hồn, tuy chị không chết nhưng lại biến thành một con cá, cảm giác ấy quá đáng sợ, chị không hề vui mừng vì mình còn sống, lúc nào cũng hoang mang thấp thỏm. Mặc dù xung quanh có rất nhiều cá rồng, nhưng chị biết mình và chúng nó không phải đồng loại, cũng không có cách nào giao tiếp với nhau. Hàng ngày chị bơi trong hồ nước với tâm trạng hoảng sợ. Đột nhiên có một ngày em đến, mặc dù chị không biết em xuất hiện như thế nào, nhưng chị cực kỳ vui vẻ, bởi vì cuối cùng chị cũng gặp được con người, mà người đó còn là em. Chị cố gắng hét to với em, nhưng không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể không ngừng bơi quanh em. Sau đó chị nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cam chịu số phận. Bởi vì chị nghe thấy em nói nơi này là không gian bình càn khôn của em,
cũng nghe thấy em áy náy tự trách về cái chết của chị. Kỳ thực chị rất muốn nói em không cần tự trách. Sau đó có một ngày em cho chị một giọt nước sinh mệnh, nhờ đó cơ thể cá rồng này không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cũng từ những lời em nói mà chị biết thế giới tu chân có nhân vật giống như thần tiên. Về sau chị biết hấp thụ linh khí trời đất, trở thành vua cá rồng. Cách một thời gian chị lại thấy em vào đây lẩm bẩm nói chuyện. Chị không gấp gáp nữa, thích nghi với thân phận cá rồng. Cho đến 5 năm trước, đột nhiên không gian bình càn khôn xảy ra biến hóa, một nguồn năng lượng mạnh mẽ từ trên trời rơi xuống. Chị nhận thấy bình càn khôn đã có sự thay đổi về chất. Mà sự thay đổi này giúp sinh linh trong bình càn khôn như bọn chị mở linh trí. Sau đó, chị hấp thụ năng lượng vô hình trong thế giới bình càn khôn, biến thành dáng vẻ nửa người nửa yêu như hiện tại. Trên thực tế tất cả cá rồng đều nhận được lợi ích. Ban đầu thế giới bình càn khôn thay đổi rất lớn, chẳng mấy chốc đã có tới 9 vua cá rồng, tất cả đều đã mở linh trí, có bản năng hấp thụ tinh hoa trời đất. Cung điện dưới đáy hồ này cũng đột nhiên xuất hiện sau cái ngày bình càn khôn biến đổi, chị phát hiện ra bèn vào ở luôn. Chị còn phát hiện ở nơi này có thể tăng tu vi không ngừng, có lẽ tiến hóa thêm một lần nữa là chị có thể hóa hình thành người. Lúc chị Mai nói chuyện, trong đôi mắt vàng lấp lóe ánh sáng trông rất đẹp. Rốt cuộc Dương Bách Xuyên cũng hiểu rõ toàn bộ. Anh biết trong vụ nổ hôm đó, anh là chủ nhân trên danh nghĩa của bình càn khôn, được nó hút cả người vào bên trong bình càn khôn nên thoát nạn. Còn chị Mai thì cơ thể thật sự đã hóa thành cho trong vụ nổ, nhưng linh hồn cũng được bình càn khôn hút vào trong không gian bình càn khôn, sống lại trên cơ thể một con cá rồng, coi như là một dạng đoạt xá. Nhưng cũng tính là thoát nạn, dù sao vẫn còn sống. Linh hồn chị Mai có thể tiến vào không gian bình càn khôn, Dương Bách Xuyên biết nguyên nhân là do lúc đó anh muốn cứu chị Mai. Có ý nghĩ cứu người này nên bình càn khôn có linh đã thực hiện nguyện vọng của anh, hút linh hồn của chị Mai vào không gian bình càn khôn, vì thế mới có may mắn ngày hôm nay. Quả thật đối với chị Mai mà nói, đây đúng là một cơ may, vô tình bước lên con đường tu hành. Dương Bách Xuyên nhìn cặp sừng trên đầu chị Mai, biết cái này hẳn là sừng rồng. Đây là biểu hiện cấp bậc huyết mạch, nói cách khác, trong cơ thể chị Mai có máu chân long, tuy là yêu tộc nhưng không phải bình thường, có thể biến ra sừng rồng cũng đủ chứng minh hiện tại chị Mai chắc hẳn rất mạnh. Ít nhất là Dương Bách Xuyên cảm thấy khí tức trên người chị Mai có điểm tương đồng với tiểu phượng hoàng Dương San Hồng, ắt có chỗ đặc biệt. Sau khi suy nghĩ thông suốt những điều này, Dương Bách Xuyên vui thay chị Mai, cuối cùng thì cảm xúc áy náy vẫn luôn tồn tại kia cũng bay biến tại thời khắc này. Bất chi bất giác Dương Bách Xuyên cảm thấy bên trong cơ thể đột nhiên nhẹ nhõm. Anh cẩn thận cảm nhận mới phát hiện ra sức mạnh sư phụ phong ấn Nguyên Anh đã giảm bớt một chút. Điều này khiến Dương Bách Xuyên kích động trong lòng. Sức mạnh phong ấn biến mất một phần chứng tỏ sức mạnh của hồn yêu cổ đã bị Nguyên Anh dung hợp và hấp thụ một phần, tu vi của anh đã tiến thêm một bước. Dương Bách Xuyên chợt hiểu ra, anh nhớ là sư phụ từng yêu cầu anh cảm ngộ đại đạo, bản thân anh cũng từng hỏi đại đạo là gì. Sư phụ nói toàn bộ thế gian đều là đạo, chỉ cần lòng thanh thản. Mà bây giờ anh được gặp lại chị Mai đã có cuộc sống mới, nỗi áy náy về cái chết của chị Mai tan biến, tất nhiên là lòng thanh thản. Như vậy sức mạnh phong ấn Nguyên Anh biến mất một phần, tâm cảnh tăng thêm một phần cũng là lẽ hiển nhiên. Hiện tại Dương Bách Xuyên cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều thoải mái. Anh biết nếu có thêm mấy lần nữa thì phong ấn Nguyên Anh sẽ hóa giải hoàn toàn. Tuy nhiên anh cũng biết là loại chuyện này không thể cưỡng cầu, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Dương Bách Xuyên cầm tay chị Mai, tươi cười vui vẻ chúc mừng chị Mai. Nếu nói cảm ơn thì chị cảm ơn em mới phải. Trong bình càn khôn em là chủ, chị chỉ hưởng ké thôi. Nếu hồi đó không có một giọt nước sinh mệnh của em giúp chị ngày càng mạnh mẽ, thì chị không biết phải đợi mấy trăm năm mới biến hóa được. Em đã mở ra cánh cửa một thế giới mới cho chị. Nói thật là chị đã chán cuộc sống minh tinh từ lâu rồi, chị cảm thấy hiện tại rất tốt. À phải rồi, em mau nói cho chị nghe thế giới bên ngoài có thay đổi gì không? Chị Mai đã làm cá rồng trong không gian bình càn khôn rất nhiều năm, thật ra rất cô độc. Nếu không phải cô ấy biết Dương Bách Xuyên là chủ nhân của bình càn khôn, thì cô ấy cũng không biết liệu mình có thể sống tiếp khi biến thành một con cá rồng hay không. Xung quanh chị Mai có không ít cá rồng, nhưng dù sao cũng không phải đồng loại.
Ngay cả sau này cô ấy trở thành vua cá rồng, được một đám cá rồng vây quanh, cô ấy cũng không thể hòa nhập vào bầy cá. Bởi vì suy cho cùng thì chị Mai vẫn là con người, chẳng qua là hiện tại cô ấy mang hình hài của một con cá rồng mà thôi. Nhưng may mà bây giờ cô ấy là nửa người nửa yêu, chỉ trừ không có hai chân, những bộ phận khác của nữ giới cô ấy đều có cả. Nghĩ tới đây, đột nhiên chị Mai cảm thấy bất thường. Hai tay đang bị Dương Bách Xuyên cầm lấy, mà cô ấy cũng phát hiện ra Dương Bách Xuyên đang nhìn chằm chằm vào ngực mình. Á! Một giây sau, chị Mai hét lên chói tai, vội vàng giãy khỏi tay Dương Bách Xuyên, dùng hai tay che ngực rồi quay người đi. Lúc này cô ấy mới nhận ra sau khi hóa hình, trên người mình không có lấy một mảnh vải che thân. Bị cậu ấy nhìn hết rồi, chị Mai thầm kêu rên trong lòng. Dương Bách Xuyên như sực tỉnh khỏi cơn mơ, cũng cảm thấy lúng túng. Ban đầu anh kích động vì nhìn thấy chị Mai, bất giác không để ý tới vấn đề chị Mai không mặc quần áo. Nhưng sau khi nỗi áy náy tan biến, anh cứ nhìn chị Mai không rời mắt. Thật ra anh chưa nhìn được bao lâu đã bị tiếng hét chói tai của chị Mai gọi tỉnh, mà tên họ Dương nào đó lập tức đỏ bừng lên. Anh khụ khụ hai tiếng rồi nói, hích, chị Mai ơi, thật ra em không nhìn thấy gì hết. Nói xong Dương Bách Xuyên chỉ muốn tát cho mình một phát. Lời giải thích này chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi, rõ ràng là khai nhận với người ta. Em, còn nói nữa, chị Mai đỏ mặt, ngoảnh đầu trừng Dương Bách Xuyên. Khụ khụ. Ý em là để em đưa quần áo của em cho chị. Tên họ Dương nào đó đang bối rối coi như nhanh trí, vừa nói vừa vội vàng cởi áo khoác ngoài trên người mình ra rồi đưa cho chị Mai. Chị Mai quay lưng về phía Dương Bách Xuyên, duỗi ra một cánh tay trắng nõn như ngọc. Hình ảnh này khiến tên họ Dương nào đó nuốt nước miếng. Tính ra thì đã rất lâu rồi anh không làm chuyện ấy. Nghĩ lại thì thấy khổ quá đi mất, lúc ở Sơn Hải giới. Anh không bị người ta đuổi giết thì cũng trốn tránh cuộc đuổi giết, hoặc là bế quan tu luyện, làm gì có thời gian nghĩ đến chuyện khác. Anh mới trở về 3 ngày, còn chưa chạm vào phụ nữ, vốn dự định tối nay phải làm chuyện xấu, nào ngờ tối nay mấy người phụ nữ đều bị bà nội gọi đi. Tên họ Dương nào đó cũng chỉ là một người bình thường, sao lại không có nhu cầu kia? Chẳng qua là sau khi trở về anh không có cơ hội thích hợp. Cũng không gặp phải sự cám dỗ trần trụi như chị Mai trước mặt. Cho nên đây cũng là phản ứng bình thường, nhất là khi đối mặt với chị Mai giờ đây đã trở thành mỹ nhân cá rồng với mái tóc dài màu vàng dài ngang lưng, đôi mắt vàng xinh đẹp và bộ phận trắng như tuyết nào đó mà anh không thể hất văng ra khỏi đầu. Đối với tên họ Dương nào đó đã lâu không ăn thịt, đây quả thật là cám dỗ chí mạng. Có thể giữ lý trí đã là tốt lắm rồi. Nhìn cánh tay trắng như ngọc của chị Mai duỗi ra sau lưng nhận chiếc áo trong tay mình, Dương Bách Xuyên nuốt nước bọt. Toàn thân đổ mồ hôi nóng, miệng đắng lưỡi khô, anh ép mình xoay người đi, không để cho bản thân nhìn hình ảnh hấp dẫn lạ thường này. Con mẹ nó quá dày vò. Một lúc sau, phía sau vang lên giọng nói của chị Mai, xong rồi, em có thể xoay người lại. Giọng cô ấy vẫn còn hơi ngượng ngùng, dù sao Dương Bách Xuyên cũng là đàn ông rồi giàu tinh lực. Từ sau khi hóa hình, chị Mai sống trong cung điện này. Dù sao xung quanh là một bầy cá rồng, không có người nào khác, cho nên cô ấy không để ý. Nhưng không ngờ Dương Bách Xuyên lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô ấy, hôm nay bị nhìn sạch sành sanh cũng không phải lỗi của đối phương. Dương Bách Xuyên xoay người nhìn chị Mai đã mặc áo khoác ngoài của mình. Sau khi cơ thể chị Mai được che lại càng phô bày dáng hình lả lướt, chỗ nào đó càng thêm cao ngất, càng châm lên lửa nóng trong lòng Dương Bách Xuyên. Nếu không nhìn thấy nửa chiếc đuôi cá của cô ấy lộ ra ngoài, thì e là Dương Bách Xuyên sẽ bộc phát thú tính. Anh hít sâu một hơi, đè ép ngọn lửa trong lòng rồi mới lên tiếng, chị Mai quay đầu lại đi, em đưa cho chị mấy bộ quần áo. Cảm ơn em. Chị Mai không từ chối, dù sao bây giờ cô ấy cũng không có quần áo mặc. Tiếp đó hai người nói chuyện phiếm, Dương Bách Xuyên kể cho chị Mai chuyện bên ngoài. Mà nói đúng ra là bắt đầu kể từ thời điểm anh báo thù cho cô ấy. Hành động của Dương Bách Xuyên khiến chị Mai cực kỳ chấn động. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng thích đàn ông nổi giận vì hồng nhan, đương nhiên cô ấy cũng không ngoại lệ. Chị Mai nghe Dương Bách Xuyên kể chuyện tiêu diệt nhà họ Hồng, đôi mắt đẹp sáng lấp lánh, nhưng cô ấy không nói gì cả, tiếp tục nghe Dương Bách Xuyên kể chuyện.
Khi chị Mai nghe đến đoạn Dương Bách Xuyên tìm được em gái Mai Thi Dĩnh của mình, cuối cùng Mai Thi Dĩnh biến mất ở bí địa Trường Bạch, tiến vào Sơn Hải giới, cô ấy không kìm được lo lắng. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng bất lực, anh không tìm được toàn bộ những người mất tích ở bí địa Trường Bạch năm đó, chỉ có thể đảm bảo với chị Mai là sau này sẽ đi Sơn Hải giới tìm Mai Thi Dĩnh. Sau khi kể xong, Dương Bách Xuyên nhìn chị Mai và hỏi, chị Mai à, hiện tại chị ở trạng thái cá rồng có thể ra khỏi nước được không? Nếu được thì ngày mai em sẽ đưa chị ra ngoài nhìn ngắm thế giới bên ngoài nhé. Chị Mai nghe vậy thì cực kỳ kích động, gật đầu lia lịa tất nhiên là được. Hiện tại trong cơ thể chị có sức mạnh chống đỡ, cho dù vào sa mạc cũng không sao, nhưng mà... Nói đến đây, chị Mai nhìn đuôi cá của mình, dầu dĩ nói, hay là thôi vậy, chờ khi nào đuôi cá biến mất, chị ra ngoài cũng không muộn. Dương Bách Xuyên nhếch môi cười, chuyện này có gì khó đâu. Bên ngoài đang là mùa hè, ngày mai em sai người tìm cho chị một chiếc váy dài là có thể che được đuôi cá. Dù sao bây giờ chị cũng có tu vi trong người, chỉ cần chị chú ý một chút sẽ không bị phát hiện, không sao đâu. Chị cứ thăm thú xung quanh Vân Môn, dù sao bây giờ em đã trở về, tạm thời bị mất tu vi, mà em cũng muốn ở nhà với bà nội. Có em ở đây, không có vấn đề gì hết. Được, cảm ơn em. Chị Mai mỉm cười, hai mắt sáng long lanh. Giữa chị em mình còn cảm ơn gì chứ? Dương Bách Xuyên nói xong cứ cảm thấy là lạ, nghe có vẻ mập mờ. Nhưng nói cũng đã nói rồi, mà quả thật anh cũng có thiện cảm với chị Mai, không có gì phải che giấu. Chị Mai thoáng sửng sốt, bỗng dưng cảm thấy ngọt ngào. Tuy nhiên, cô ấy cũng biết hiện tại mình nửa người nửa yêu nên không thể nói gì với Dương Bách Xuyên. Nhất thời không khí trở nên tĩnh lặng. Dương Bách Xuyên lờ mờ đoán được chị Mai có bóng ma tâm lý vì trạng thái nửa người nửa yêu, nhưng anh cũng chẳng có cách nào. Điều anh có thể làm là giúp đối phương tăng tu vi, hy vọng đuôi cá sớm ngày biến mất, đến lúc đó cô ấy sẽ không còn bóng ma tâm lý. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên chợt nảy ra một ý, chị Mai lên bờ với em tặng chị cái này. Dứt lời Dương Bách Xuyên đi về phía cung điện. Chị Mai hơi nghi hoặc nhưng vẫn đi theo. Một đám cá rồng thấy chị Mai rời đi thì lập tức xúm lại phía sau cô ấy, dường như muốn đi theo. Chị Mai phát ra một tiếng hét dài như âm thanh của cá heo, nhưng êm ái hơn tiếng cá voi. Ngay sau đó, đàn cá rồng ra khỏi cung điện, trở về hồ cá rồng. Mà Dương Bách Xuyên và chị Mai cũng bơi lên bờ. Sau khi lên bờ, Dương Bách Xuyên thấy cháu gái ngủ trong chậu to đã tỉnh lại. Vậy mà không khóc không quậy. Đôi mắt đen nhánh mở to, tràn đầy linh khí đang quan sát xung quanh. Không biết cô bé có biết bên ngoài là thế giới như thế nào không nhỉ? Tên họ Dương nào đó trông thấy cháu gái mới nhớ ra mình và chị Mai trò chuyện đã quên bẵng cô bé, anh lập tức xấu hổ. May mà nơi này là không gian bình càn khôn, nếu em gái và Lưu Thích Kỳ biết mình bỏ con gái rượu của họ trên hồ cá rồng rồi chạy đi tán gái. Khụ khụ. Là xuống đáy hồ cá rồng thám hiểm, gặp bạn cũ. Thì bọn họ nhất định sẽ không tha cho mình. Anh cũng nhớ ra bà nội còn đang gặp mấy người phụ nữ của mình, lập tức sốt sắng, bèn ôm cháu gái vào lòng rồi vẫy tay một cái. Một quả linh đào xuất hiện trong tay, Dương Bách Xuyên đưa cho chị Mai. Chị Mai, em tặng chị quả linh đào này, hy vọng nó hỗ trợ cho tu vi của chị, giúp chị sớm ngày hoàn thành hóa hình. Đây là con của em gái em. Em đưa con bé ra ngoài đã lâu nhưng lại quên mất. Em về trước đây, ngày mai em lại đến thăm chị. Chị Mai nhìn thấy Tiểu Mạn Mạn liền bị vẻ đáng yêu của cô bé thu hút, ai dè Dương Bách Xuyên lại bảo anh đặt cô bé trên bờ nãy giờ. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, cô ấy chỉ lắc đầu cười khổ, em đó, vô tâm quá đấy. Bé cưng đáng yêu như vậy mà em nỡ đặt trong chậu rồi mặc kệ, lại còn ở trên bờ hồ. Chuyện của chị là chuyện nhỏ, em mau đưa bé về đi. Thời gian lâu như vậy, đừng để ba mẹ cô bé lo lắng. Dương Bách Xuyên hơi lúng túng, dứt khoát dúi linh đào vào tay chị Mai, sau đó thầm niệm trong đầu, đưa Tiểu Mạn Mạn ra khỏi không gian bình càn khôn. Đâu phải anh sợ ba mẹ của Tiểu Mạn Mạn lo lắng, mà anh nghĩ rằng hẳn là bà nội đã nói chuyện với mấy người phụ nữ xong, anh vội vàng muốn biết kết quả. Dương Bách Xuyên về đến nhà, nhìn giờ thì thấy đã hơn 2 giờ sáng. Anh rất vô trách nhiệm đặt Tiểu Mạn Mạn lên giường. Sau đó nôn nóng nói, Tiểu Mạn Mạn ngủ ngoan nhé, bác phải đi tìm cụ nội của con nghe ngóng chuyện trung thân đại sự, lát nữa bác sẽ đến thăm con. Con phải ngoan nhé.
Dứt lời tên họ Dương nào đó liền ra khỏi phòng, vội vàng đi đến phòng của bà nội. Nhưng lúc anh đến thì phòng của bà nội đã tắt đèn, rõ ràng là cuộc họp đã kết thúc. Không biết kết quả như thế nào, hiện tại trong lòng anh ngứa như mèo cào. Dương Bách Xuyên đứng trước cửa phòng bà nội, hay là vào hỏi nhỉ, nhưng anh lại sợ quấy rầy bà nội nghỉ ngơi, mà không hỏi thì anh rất khó chịu, vì vậy cứ lượn lờ trước cửa. Lúc này, trong phòng vang lên giọng nói của bà nội, thằng nhóc thúi vào đi. Nghe bà nói vậy, Dương Bách Xuyên mừng thầm, thì ra bà nội chưa ngủ mà vẫn đang chờ anh. Dương Bách Xuyên đẩy cửa ra, quả nhiên thấy đèn ngủ sáng lên, bà nội cười híp mắt nhìn anh. Bà ơi, sao bà lại biết là cháu vậy? Hì hì, Dương Bách Xuyên cười hì hì hỏi. Bà nội cười mắng, từ lúc thằng nhóc thúi nhà cháu chào đời toàn là một tay bà dọn phân dọn nước tiểu cho cháu, nuôi cháu lớn khôn, sao lại không nghe ra tiếng bước chân của cháu cơ chứ? Bà này, hiếm có khi Dương Bách Xuyên ngồi bên giường ôm bà nội. Anh biết cho dù mình lớn thế nào, chỉ cần bà nội còn sống thì anh vĩnh viễn là một đứa trẻ. Bỗng Dương Bách Xuyên cảm thấy buồn bã. Mặc dù anh đã điều dưỡng cơ thể cho bà nội, sức khỏe của bà cũng tốt hơn nhiều, không đến nỗi chỉ còn tuổi thọ một năm, xem chừng bà có thể sống thêm dăm ba năm. Nhưng dù là như vậy, hễ nghĩ đến bà sẽ ra đi, Dương Bách Xuyên vẫn không nỡ. Có phải cháu muốn biết chiến tích của bà tối nay không? Bà nội mỉm cười hỏi. Dương Bách Xuyên ngừng do dự dầu dĩ, ngồi ngay ngắn nhìn bà nội, bà mau nói xem chiến tích của bà như thế nào. Hai, bà nội thở dài. Dương Bách Xuyên căng thẳng, vội vàng hỏi, họ không đồng ý sao bà? Ha ha, nhìn dáng vẻ nôn nóng của cháu kìa, bà đùa cháu đấy, có chuyện gì qua tay bà nội mà không thành công đâu. Phù, bà dọa chết cháu rồi, cháu phải đoán được từ sớm mới phải. Bà đã ra tay thì tất nhiên sẽ thành công, hì hì. Dương Bách Xuyên nịnh nọt. Cháu đó, bớt nịnh bà đi. Dù sao mấy cô bé đó đều là người hiểu chuyện, thằng nhóc thúi nhà cháu cũng là người có phúc, gặp được mấy cô gái cực kỳ thông minh, thông tình đạt lý. Thật ra bà biết mấy cô bé kia đều thích cháu. Tối nay bà nói ra, ai nấy đều đồng ý, rất nể mặt bà. Cũng chính vì thế nên bà mới cảm thấy áy náy với họ. Cho nên bà đã hứa với họ là sẽ cố gắng không để họ chịu tủi thân, nhất là con bé họ Triệu. Rõ ràng con bé và cháu là người có ngôn ước danh chính ngôn thuận, vậy mà nó cũng đồng ý với bà cho cháu kết hôn với mấy cô bé khác. Xem như con bé chịu ấm ức rồi. Vì vậy bà đồng ý là vào ngày kết hôn, con bé là chủ, mấy cô gái khác là phụ. Làm vậy coi như bù đắp cho con bé Triệu, nhưng lại nợ mấy cô gái khác. Bà nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng nghĩ ra một cách là ngày kết hôn cũng cho mấy cô gái khác hưởng đãi ngộ đại hôn. Bà nói gì mấy đứa nó cũng đồng ý. Thật ra bà biết là họ thấy sức khỏe bà không tốt, không muốn làm khó bà, cho nên tất cả đều đồng ý. Nhưng bà cũng là người biết điều, cho dù có làm thế nào thì họ cũng phải chịu tủi thân. Chưa nói đến bản thân họ, cho dù họ đồng ý cùng kết hôn, nhưng người ta có ba có mẹ, ba mẹ của họ sẽ thấy thế nào? Vì vậy bà chỉ giúp cháu cửa ải này thôi, phía ba mẹ của họ thì cháu phải tự giải quyết. Mấy đứa nó hiểu chuyện đã đồng ý cùng kết hôn, nhưng bà không thể bạc đãi bất kỳ một ai. Vào ngày kết hôn, bà muốn thấy ba mẹ của mấy cô bé đều có mặt, hơn nữa ba mẹ người ta còn phải đồng ý, coi như bù đắp cho mấy đứa nó. Con bé Âu Dương chỉ còn mẹ, bà đã tiếp xúc với người ta một thời gian, vì vậy bà có thể giúp cháu giải quyết. Những cô bé khác đều có ba mẹ họ hàng. Thằng nhóc cháu nhất định phải khiến ba mẹ của họ đồng ý và tới dự hôn lễ. Con gái ai chẳng muốn ba mẹ có mặt trong ngày cưới chứ? Bà không muốn mấy cô bé phải tủi thân biết chưa? Bà nội nói bằng giọng điệu cương quyết. Dương Bách Xuyên nghe mà lòng đau khổ. Anh có thể giải quyết mấy người phụ nữ, nhưng không có nghĩa là anh có thể giải quyết ba mẹ của họ. Nhưng đây là mệnh lệnh của bà nội, cũng là điều bà nội muốn thấy. Và lại đối với mấy người phụ nữ mà nói. Đây là chuyện lớn, cho dù khó khăn anh cũng phải làm. Anh không thể làm cho bà tiếc hận, càng không thể để cho bất kỳ một người phụ nữ nào của mình chịu tủi thân. Dương Bách Xuyên cười gượng, bà yên tâm, cháu nhất định có thể làm tốt. Bà nội trợn mắt nói, không phải có thể làm tốt, mà là nhất định phải làm được.
nếu cháu không làm được thì đúng là uổng phí thân phận môn chủ Vân Môn và thần tiên tu chân. Hích, bà biết không ít nhỉ? Dương Bách Xuyên rất kinh ngạc khi nghe bà nói vậy. Thằng nhóc thúi, cháu thật sự tưởng rằng bà già rồi chẳng được tích sự gì nữa hả? Mấy năm qua, mặc dù bà không tiếp xúc với tu chân gì đó, không đi con đường thần tiên gì đó, nhưng dù sao cũng mưa dầm thấm đất, sao lại không biết tí gì? Thế nên thằng nhóc thúi nhà cháu nhất định phải xử lý chuyện này ổn thỏa cho bà. Bà đã hùng hồn tuyên bố trước mặt mấy cô bé kia là ngày kết hôn nhất định sẽ mời ba mẹ của họ, để họ vui vẻ kết hôn. Cháu đừng để bà già này mất mặt. Bà nội cười khẽ. Bà yên tâm, cháu tuyệt đối không khiến bà mất mặt đâu, đây vốn là chuyện cháu phải làm. Dương Bách Xuyên hừng hực nhiệt huyết, đảm bảo với bà nội. Thế còn tạm, bà tin rằng cháu có thể làm được. Thời gian không còn sớm, cháu bế Tiểu Mạn Mạn đến đây cho bà. Thằng nhóc thúi nhà cháu chỉ biết làm sằng làm bậy, làm gì biết trông trẻ con. Bà mong được bế chắt trai sớm đấy. Dương Bách Xuyên bối rối chạy ra khỏi phòng trong lời lải nhải của bà nội, nghe chừng bà chỉ ước gì bây giờ anh sinh chắt trai cho bà bế. Anh về phòng mang Tiểu Mạn Mạn sang phòng bà nội, nghe bà nội lải nhải nói muốn bế chắt trai, anh đổ mồ hôi đầm đìa, rời khỏi phòng bà. Lúc này đêm đã về khuya, Dương Bách Xuyên nghĩ đến bà nội yêu cầu mình giải quyết ba mẹ của mấy cô vợ, thế là hết buồn ngủ luôn. Anh vừa đi dạo vừa suy nghĩ kế sách. Bất chi bất giác đã đi đến một góc ở trung viện. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn, hình như đây là chỗ của Độc Cô Vô Tình. Nghĩ đến Độc Cô Vô Tình, trong đầu tên họ Dương nào đó bất giác hiện ra hình ảnh hồi trước chữa bệnh giải độc cho đối phương. Tức thì đầu óc ong ong, toàn thân nóng như lửa đốt, anh bất chấp tất cả, dứt khoát mở cửa ra. Kẽo kẹt. Cửa bị đẩy ra, Dương Bách Xuyên đi vào phòng khách, sau đó nhìn cửa phòng ngủ với đôi mắt xanh lấp lóe. Tên họ Dương nào đó làm củi khô đã lâu, lúc này toàn thân sắp bốc cháy. Anh nhảy hai ba bước đến trước cửa phòng ngủ rồi đẩy cửa đi vào. Ai thế? Trong bóng tối, Độc Cô Vô Tình ngồi bật dậy trên giường. Thật ra cô cứ canh cánh về những lời bà nội nói tối nay nên vẫn chưa ngủ, trong đầu toàn nghĩ về chuyện này, tinh thần lơ đãng, cho nên tên họ Dương nào đó mới có thể xông thẳng vào phòng ngủ. Nếu không, với tu vi trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong của Độc Cô Vô Tình, sao cô lại không phát hiện ra? Là tôi. Trong bóng tối, tên họ Dương nào đó vừa trả lời xong đã nhào tới Độc Cô Vô Tình trên giường như sói đói. Á! Trong bóng tối vang lên tiếng kêu của Độc Cô Vô Tình, tiếp đó là âm thanh soạt soạt của quần áo bị xé rách, cùng với từng tiếng thở dốc. Tiếng ve trên cây cối ngoài sân và từng tiếng hồng hộc trong phòng hòa lẫn vào nhau. Củi khô bốc lửa, lửa cao vô cùng. Đêm nay tiếng ve kêu và âm thanh khiến người ta máu huyết sôi trào vang lên rất lâu không dừng, mãi cho đến lúc mặt trời mọc mới yên tĩnh. Ngày hôm sau, khi mặt trời lên cao, tên họ Dương nào đó khoan thai tỉnh dậy, người đẹp trên giường đã rời đi từ lâu. Sau một đêm hoang đường, Dương Bách Xuyên sảng khoái tinh thần. Anh đánh răng rửa mặt rồi ung dung đi đến tiền viện ăn cơm. Cả nhà đang chờ anh đến dùng bữa. Hiện tại mọi người đều biết Dương Bách Xuyên có thói quen ăn cơm nên tất cả đều chờ anh rồi mới bắt đầu dùng bữa. Trên bàn cơm, các cô gái nhìn anh với ánh mắt khác nhau. Tên họ Dương nào đó mặt dày, làm như không thấy. Lúc uống trà sau bữa cơm, Triệu Nam cố ý lườm tên họ Dương nào đó, sau đó mỉm cười nhìn Độc Cô Vô Tình. Chị Vô Tình ơi, hôm nay da chị hồng hào căng bóng, có phải chị nắm giữ bí quyết làm đẹp gì không? Có thể chia sẻ cho em không? Mặt Độc Cô Vô Tình lập tức đỏ bừng, chỉ hận không được tìm cái lỗ mà chui vào. Phụt! Tên họ Dương nào đó vừa mới uống một hớp trà lập tức phun ra. Lúc này Lâm Hoan còn sợ thiên hạ không loạn, cậu uống từ từ thôi, có ai cướp của cậu đâu. Cậu nói xem mình không tập trung cỡ nào chứ? Một câu nói kháy khiến tên họ Dương nào đó đổ mồ hôi chán, thầm kêu rên trong lòng, hậu cung sắp bắt đầu diễn kịch rồi. Trong lúc tên họ Dương nào đó cảm thấy hậu cung sắp loạn, ngoài cửa vang lên giọng nói của Lưu Tích Kỳ, nhóc Xuyên, cậu ra đây cho tôi. Giọng điệu cực kỳ tức giận. Nghe thấy tiếng hét to của Lưu Tích Kỳ, chẳng những Dương Bách Xuyên không giận mà ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát khỏi sự giày vò của mấy người phụ nữ rồi.
Anh vội vàng nói với Lưu Tích Kỳ, ồn ào cái gì, vào nhà nói chuyện. Tên họ Dương nào đó vừa nói vừa nhìn trộm mấy người phụ nữ, quả nhiên Lưu Tích Kỳ quấy nhiễu đã dập tắt lửa giận của bọn họ. Tên họ Dương nào đó lập tức yên lòng. Đương nhiên anh cũng biết là mấy người phụ nữ chỉ đấu võ mồm mà thôi, nhưng vẫn cảm thấy dằn vặt. Anh thầm nghĩ, xem ra buổi tối mấy ngày tới phải đến thăm từng người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 61.